Một quả đào nặng 9.527 cân kéo một bà lão chạy dẹt dẹt đến mức cái chậu gỗ nóng bốc cháy, mông của bà lão cũng bị cháy theo. Mặc kệ bà lão la hét, nó vẫn chạy nhanh tới tóe lửa. Đột nhiên quả đào ngừng lại, bà cụ lại văng xa 9.527 mét để dập lửa ở mông mình. Bà cụ bắt đầu uốn éo với cây tre, nhưng còn nửa ngày rồi mà lửa vẫn chưa tắt. Bỗng nhiên trái đào phun ra chất lỏng không tên để dập tắt lửa. Lúc bà lão quay lại cũng bị nó phun đầy mặt, chép chép miệng mới thấy vị lạ lạ. Đột nhiên quả đào tiên lại lăn tới bên cạnh bà, rồi kéo bà bay lên trời. Bay một lát thì về đến nhà. Quẳng bà tông thẳng vào cửa, rồi đột nhiên quả đào phát ra ánh sáng đỏ, đóng hết cửa lại. Đèn dầu tự đụng cháy, mọi thứ trong nhà đều chuyển động. Rồi có một tiểu thiên sứ xuất hiện làm phép lên quả đào, rồi quả đào từ từ nứt ra, phun ra một làn khói trắng. Bên trong xuất hiện một em bé vừa mập vừa trắng. Bà lão nhìn thấy thì vô cùng vui vẻ, nhanh chóng ôm đứa bé ra ngoài, mà quả đào cũng từ từ khép lại rồi biến mất. Điều ngạc nhiên hơn nữa là chỉ có 3 ngày mà cậu bé đã lớn như 3 tuổi, còn có sức mạnh thần kỳ. Cậu định thổi lửa, ai ngờ lại thổi cái nồi bay xuyên qua cả nóc nhà. Trẻ củi cũng không cần dùng dìu, dùng tay xé đôi gỗ ra là được. Nếu muốn đào giếng nước cho nhà xài thì nhảy thẳng xuống rồi xúc đất bằng tay. Một lúc sau nước đã phun ra rồi, từ giờ không cần phải ra sông lấy nước nữa. 18 năm trôi trong nháy mắt, chỉ cần sống qua đợt thiên kiếp này thì sở thần sẽ phi thăng lên tiên giới. Chàng trai mang mệnh cách đế vương, có thể dùng thiên long bát bộ điều luyện. Không ngờ vào thời điểm quan trọng, tâm ma bỗng xuất hiện, cưỡng ép chui vào người sở thần. Những cảnh tượng đau khổ bỗng chui vào đầu làm anh mất tập trung. Bố mẹ chết thảm trước mắt anh. Mãi đến khi thanh mai trúc mã xuất hiện khống chế hung thủ, anh mới có một con đường sống mong manh. Sở thần gầm lên một tiếng, tâm ma lập tức tan thành mây khói. Thế nhưng lần độ kiếp này vẫn thất bại. Sư đệ đừng sợ. Sư tỷ, em sắp nổ tung rồi. Chết tiệt. Mệnh cách đế vương vô cùng bá đạo, muốn lên cấp thì cần âm dương hài hòa, nếu không e là sẽ nổ tung rồi chết. Thôi kệ, xem như giúp đỡ thằng nhóc này đi. Sư tỷ, em, đừng nói nữa, coi như không có chuyện gì xảy ra, sau này đừng nhắc lại nữa. Đây là cổ đế lệnh, sư phụ nói, khi nào em không vượt qua được tâm ma, thì mang lệnh bài này xuống núi báo thủ, tiêu diệt tâm ma. Có lệnh bài này, tất cả thành viên ở thiên thần điện đều nghe theo lời em. Nói rồi, sư tỷ bay đi. Cùng lúc đó, thanh mai trúc mã từng liều mạng cứu anh đang bị đem đi đấu giá. Đối mặt với một đám người như sói đói, cô gái vô cùng hoảng loạn. Ngay lúc đó, sở thần bỗng đá kẻ xấu một cái, làm hắn văng xa 9.527 mét, nhận ra người đang đi đến chính là người từng quỳ trước mặt hắn ta xin tha. Tần Phong vô cùng vui vẻ, năm đó chưa nhổ cỏ tận gốc làm hắn ta ăn không ngon ngủ không yên, giờ sở thần đã chui đầu vào giọng, hắn lập tức ra lệnh cho đàn em thủ tiêu anh. Nhưng giờ sở thần đã có bản lĩnh chọc trời, mấy tên lâu la này không phải là đối thủ của anh, mà Tần Phong không hề hoảng sợ. Sau bao nhiêu năm, hắn ta cũng không còn như xưa. Hắn ta chắp tay là các đại lão ở đó lần lượt hưởng ứng, đòi nhanh chóng thủ tiêu sở thần. Anh không muốn nói nhảm với bọn người này, không thèm nhìn mà đánh luôn tên đó ói ra máu. Bất tỉnh nhân sự, Tần Phong làm chuyện ác bao năm nay mà vẫn sống nhân răng, tất nhiên là có chỗ dựa. Anh tao là Thiên Đao Vương. Sao nào? Mày còn muốn gây sự với tao không? Mày thử động vào tao xem. Thiên Đao Vương à? Đúng vậy. Anh cả của Tần Phong là Thiên Đao Vương, vô cùng lừng lẫy của Thiên Thần Điện. Sao nào? Sợ rồi à? Hứ, tao tưởng mày ngông thế nào? Đợi anh tao tới đây rồi, mày có giỏi thì cứ ngông tiếp. Anh sở thần, Thiên Thần Điện quyền lực ngũ trời, ngay cả quốc chủ cũng phải nể mặt vài phần. Anh mau đi đi. Nghe rõ chưa? Mày ra tay với Tần Phong là chết chắc rồi. Thiên Thần Điện đến thì sao? Thiên Đao Vương đến thì sao? Gặp tao thì cũng phải quỳ xuống xưng thần thôi. Mày, Uyển Nhi, em yên tâm, anh không sao đâu. Thằng nhãi kiêu ngạo này, dám xúc phạm người của Thiên Thần Điện à? Tần Phong thấy Thiên Đao Vương khiêng thanh đao đi 9.527 mét tới đây, lập tức chạy tới gào khóc với hắn ta. Thế nhưng Thiên Đao Vương chả coi tên vô dụng này là cái thá gì. Hắn ta còn không thèm nhìn Tần Phong mà đã hét vào mặt sở thần. Sở thần lấy cổ đế lệnh ra, nhưng cổ đế lệnh của Thiên Thần Điện đã mất tích từ lâu. Bao năm nay có biết bao nhiêu người làm giả, nên Thiên Đao Vương cũng không cảnh giác, mà còn nghĩ anh cũng là một thằng giả mạo. Hắn ta dùng hết sức đánh một đao, Thiên Đao cái thế, Thiên Long bát bộ. Nếu có cơ hội làm lại, Thiên Đao Vương sẽ không sơ suất như thế nữa. Sở thần đã loại được chướng ngại vật, lập tức đi đến và sấp mặt cô vợ cũ. Sau đó anh cởi trói cho ân nhân cứu mạng. Chúng ta đi thôi. Đi à? Mày giết người của Thiên Thần Điện, mày nghĩ đi được à? Bao vây nó. Dạ. Đánh chết nó, đánh chết nó đi. Gọi điện cho thánh sứ của Thiên Thần Điện, nói giáo ý đây đã bắt hung thủ giết Thiên Đao Vương lại rồi. Vâng. Thánh sứ đại nhân, không ổn rồi. Sao thế? Thiên Đao Vương bị giết rồi. Hỗn láo. Thiên Thần Điện đóng cửa 10 năm. Long Quốc, quên mất thần uy của Thiên Thần Điện rồi à?
Đó là kẻ nào? Không rõ. Nhưng theo báo cáo từ phía Trung Châu, hắn ta lấy ra một cái cổ đế lệnh. Ông nói gì cơ? Cổ đế lệnh tái xuất giang hồ á? Chứng tỏ Thiên Thần Điện chủ có người kế nghiệp rồi. Mau lên triệu tập hết tứ bộ cử môn, tôi muốn đích thân đến Trung Châu. Tên nhóc, mày dám giết Thiên Đao Vương, còn không mau đền tội. Thiên Đao Vương tiếp tay cho giặc. Đáng chết, thằng nhãi, mày đúng là không biết điều. Bắt nó. Nghe nói ông muốn xử lý tôi. Tên nhóc, mày cũng giỏi đấy. Nhưng mà con ả đó thì sao? Sở Thần, mày mạnh thật. Nhưng nó chỉ là người thường. Tốt nhất là đừng phản kháng nữa. Như thế may ra còn giữ được mạng cho nó. Nếu tao mà chết, con đó cũng phải chôn cùng tao. Bị Vương Khải uy hiếp, Sở Thần chỉ đành thỏa hiệp. Sau đó anh bị đưa đến nhà tù kiên cố nhất Long Quốc. Hai tay bị huyền thiết ngàn năm khóa chặt. Trong phòng giam còn có thêm 4 tên tội phạm vô cùng đáng sợ. Bé ơi, thả tôi ra đi nào. Thả tôi ra đi, bé ơi. Sở Thần, mày thấy rõ chưa? Bọn chúng là tứ đại ác nhân, giết người không chớp mắt. Đôi tay chúng nhuốm máu hàng chục người. Mày nghĩ là giam mày chung với bọn nó, mày sẽ sống được mấy tiếng đây? Có điều, tao có thể cho mày một cơ hội. Chỉ cần mày quỳ xuống đây, lại tao mấy cái, gọi thêm mấy tiếng ông ơi, tao sẽ đổi phòng giam khác cho mày. Thế nào, quỳ lại anh á? Anh xứng à? Được lắm, được lắm. Sắp chết đến nơi rồi lại còn mạnh mồm. Thả bọn họ ra hết đi. Ông đây muốn xem thử, mày mạnh mồm hơn hay mày mạnh sức hơn? Lâu lắm rồi mới gặp được một thằng non thế này. Để tao, đúng lúc cần giãn gân cốt. Đây, buông tao ra, tao muốn cái chân này. Cùng lên đi. Sở Thần còn chưa nóng người thì tứ đại ác nhân chỉ còn lại có một người. Lúc đó tên Vương Khải ngồi xem chuyện vui trong phòng, bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức điên. Khi hắn ta đi đến thì chỉ thấy tứ đại ác nhân quỳ dưới đất hát bài chinh phục. Thế là chúng tôi đã bị cậu chinh phục. Cái bọn phế vật này, mau thả chúng tôi ra. Hát xong rồi đó à? Thế là chúng tôi đã bị cậu chinh phục. Vương giáo úy, hình như tôi làm anh thất vọng rồi. Tôi đề nghị anh nên thả tôi ra. Nếu không, anh không gánh nổi hậu quả đâu. Thả mày há? Mày tưởng trại giam là nhà vệ sinh công cộng? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à, hả? Thế giờ anh làm được gì? Đương nhiên là phải giết mày rồi. Giết tôi á? Với lũ này ấy hả? Sở Thần, mày cũng giỏi thật. Nhưng mày chịu được vạn tiễn xuyên tâm không? Anh tưởng cái nhà giam nhỏ xíu này của anh giam được tôi hả? Sở Thần ơi Sở Thần, mày đừng vui mừng sớm thế. Nếu đây là nhà giam bình thường thì sao giam nổi được những cao thủ đương thời? Nói cho nó nghe đi, chỗ này được xây bằng cái gì? Huyền thiết ngàn năm. Huyền thiết ngàn năm. Nghe rõ chưa? Tao thừa nhận mày có năng lực chọc trời, nhưng đã vào đây thì mày chỉ có để mặc người tàn sát thôi. Huyền thiết ngàn năm, ngăn được người khác, nhưng ngăn nổi tôi không. Vương giáo úy, xem ra anh vẫn không ngăn được tôi. Sao thế, sợ à? Bắn tên. Các người chán sống rồi. Tiên sinh tha tội. Không ngờ lại để đám tiểu nhân này làm phiền đến tiên sinh. Cô là? Thuộc hạ là người của Thần Điện.
không biết tiên sinh ra khỏi núi, mong tiên sinh lượng thứ cho. Nếu là người của sư phụ, thì không cần đa lễ, đa tạ tiên sinh. Đã khống chế toàn bộ phản tặc, các người dám xông vào nhà lao của hình bộ, không muốn sống nữa hả? Cô dám đánh tôi, nhà lao của hình bộ thì đã sao, dám bất kính với tiên sinh, giết anh thì đã sao? Các người toi đời rồi, chuyện ở đây, rất nhanh sẽ đến tai thị trưởng Kim, đến lúc đó. Người anh nói là Kim Tam Hải, đúng vậy, thị trưởng Kim chắc chắn sẽ giết các người. Kim Tam Hải, bổn sứ cho ông 10 phút, để đến nhà lao hình bộ, nếu hết 10 phút vẫn chưa đến, chức thị trưởng Trung Châu của ông, cũng nên đổi người rồi. Thị trưởng Kim là người tôn quý nhất Trung Châu, người đời ai ai cũng phải nể mặt ông ấy. Cô lại dám uy hiếp thị trưởng, cô tưởng tôi sẽ tin lời của cô chắc. Biết điều thì mau thả tôi ra, tôi còn có thể cho cô được chết toàn thây, nếu không, tôi sẽ khiến cô, anh nói nhiều quá rồi. Người đâu có, vả miệng anh ta, đến khi nào Kim Tam Hải đến thì thôi. Vâng, các người. Thanh sư thiên thần điện, tại sao cô ấy lại ở trong nhà lao của hình bộ? Thị trưởng, đây là văn kiện quan trọng, cần ông ký tên. Thị trưởng, mau chuẩn bị xe, văn kiện này, y ra, chuyện văn kiện để sau rồi nói, nếu còn không đi, tôi và cô đều sẽ mất mạng như trời đấy. Vâng. Thị trưởng Trung Châu đến. Mau tránh ra. Thị trưởng, cuối cùng ông cũng còn không mau quỳ xuống chào thị trưởng. Thị trưởng, hắn ta đã giết Thiên Đao Vương. Cô ta xông vào hình bộ. Tất cả hành động bọn họ đã làm đều đáng tội chết. Thị trưởng, thuộc hạ cho rằng nên lập tức cho gọi quân Trung Châu toàn thành, xử tử bọn chúng ngay tại chỗ. Ngông đi, ngông đi, các người ngông ngữ đi. Phải rồi, thị trưởng, à khốn khiếp này, còn muốn đổi chủ Trung Châu, đúng là đại nghịch bất đạo. Kim Tam Hải, ông muốn hỏi tội tôi à? Con khốn, đến giờ cô vẫn còn dám ngông như thế. Thị trưởng Kim quyền cao chức trọng, đừng nói là phán tội cô, cho dù là giết chết cô còn được, cút ra. Chức thị trưởng Trung Châu này oai phong quá nhỉ, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ, xin thứ cho thuộc hạ đến cứu giá chậm trễ. Kim Tam Hải, ông muốn làm tôi tổn thọ hả? Không nhìn thấy chủ thượng nhà tôi đang ở đây à? Ông còn dám vái lại tôi trước? Chủ thượng, đúng vậy, vị này chính là chủ thượng nhà tôi. Kim Tam Hải, tôi nói ông đúng là quá giỏi. Thuộc hạ của ông, dám ra tay với chủ thượng nhà chúng tôi. Thuộc hạ không dám, không dám. Vậy thì tại sao chủ thượng nhà tôi lại ở đây? Chuyện này. Xin chủ thượng cho thuộc hạ một cơ hội. Thuộc hạ nhất định sẽ khiến chủ thượng hài lòng. Ông định thế nào? Vương Khải, thứ chết tiệt nhà cậu, câm miệng. Vương giáo úy, hôm nay bất kính với bề trên, ra tay với điện chủ thần điện, theo quy tắc của điện, xử tử không tha. Người đâu, ném cậu ta xuống sông Hộ Thành cho cả ăn. Tôi không biết. Tha cho tôi với. Chủ thượng, ngài có hài lòng không ạ? Làm tốt lắm. Cảm ơn chủ thượng đã khen ngợi. Nếu không còn chuyện gì, thì ông lui xuống đi. Điện chủ đến Trung Châu, có thể cho thuộc hạ một cơ hội được thể hiện không ạ? Thuộc hạ sẽ sai người đi chuẩn bị tiệc chào mừng ngay, mong chủ thượng sẽ đến tham gia. Không cần, tôi không có thời gian. Tiên sinh, anh nhận chức điện chủ Thiên Thần Điện, theo lý nên để mọi người đời biết thân phận của anh. Được. Vậy chuyện này giao cho cô làm đó, tôi về nhà họ Lý báo tin bình an đã. Tiên sinh, Lý tiểu thư không ở nhà họ Lý. Ông nội, xin ông ra mặt cứu anh Sở Thần. Tại sao ông nội phải cứu Sở Thần? Nếu không có anh Sở Thần, tôi đã không rõ sống chết từ lâu rồi. Lúc đó cô xảy ra chuyện, chính là vì Sở Thần, cậu ta giúp cô không phải là chuyện nên làm sao. Chị, được rồi, Tiểu Tuyết nói rất đúng. Nếu cháu đã quay về, thì cứ yên tâm tham gia cuộc họp thường kỳ đi. Nhưng mà, ông nội... Nhưng cái gì? Cô không nghe thấy ông nội đang nói gì à? Ông nội, ngày trước, khi nhà họ Lý chúng ta gặp là nhà họ Sở đã giải quyết rắc rối giúp chúng ta. Hiện giờ, con cháu nhà họ Sở xảy ra chuyện nhà họ Lý chúng ta. Cô cũng đã nói là ngày trước rồi, bây giờ nhà họ Sở đã sụp đổ, cậu ta đã không còn giá trị lợi dụng gì hết, không thể nói như thế được. Mà là, đủ rồi. Uyển Nhi, mau ngồi xuống, ông con sắp nổi giận rồi kìa. Bố, giờ Uyển Nhi đã quay về, có thể cho con bé một chức trong công ty không ạ? Công ty người nào chức nấy, lấy đâu ra chỗ cho người nhàn rỗi? Tôi đang nói chuyện với ông nội, chưa đến lượt cô xen lời. Xin lỗi, giờ tôi là tổng giám đốc của công ty. Chuyện của công ty đều do tôi quyết. Nói gì cơ, Tuyết Nhi nói rất đúng. Những năm qua, đều là nhờ có Tuyết Nhi xử lý chuyện công ty,
Vậy nên, dù con bé trở thành lãnh đạo cấp cao cũng là chuyện bình thường. Nghe thấy gì chưa? Đây. Xin lỗi nhé em gái. Tôi cũng muốn giúp cô, nhưng cô phải thông cảm cho chị đây. Tiểu nhân đắc ý. Lẩm bẩm cái gì? Tôi lẩm bẩm cái gì? 3 năm trước, nếu Uyển Nhi ở công ty, thì đã không đến lượt cô. Thế nào, cô đã quên 3 năm trước? Ngày nào cô cũng xung xoe nịnh bợ Uyển Nhi rồi hả? Cô dám đánh tôi đánh bà đấy, làm chị. Chị hơi quá đáng rồi đấy, giờ tôi là tổng giám đốc. Bà ta có thân phận gì, tất nhiên là phải chịu phạt rồi, nhưng mẹ tôi là trưởng bối của chị, trưởng bối thì đã sao? Trong mắt tôi, bà ta chỉ là một kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi. Ông nội, 3 năm qua, chú hai không có cống hiến gì cho công ty. Chúng ta có nên hủy chuyện chia lãi với chú ấy không? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào tôi là tổng giám đốc của công ty. Bố, có phải Tiểu Tuyết hơi quá đáng rồi không? Giờ Tiểu Tuyết là tổng giám đốc của công ty. Mọi chuyện của công ty, Tiểu Tuyết đều có thể xử lý. Đây, xin lỗi nhé. Người ông nội ủng hộ là tôi. Tiểu Tuyết, vừa nãy là do tôi lỡ lời, mong cô rộng lòng bỏ qua cho. Vừa nãy thái độ của bà đâu đâu phải vậy. Tiểu Tuyết, mong cô giơ cao đánh khẽ. Tha thứ cho bà cũng được thôi. Có điều, tôi muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi tôi. Tiểu Tuyết, cô quá đáng rồi đấy. Tôi quá đáng. Không xin lỗi cũng được thôi. Có điều, tôi nói nếu bà không có tiền lãi của công ty, hai mẹ con bà sẽ phải ngủ ngoài đường. Uyển Nhi. Khoan đã. Anh Sở Thần, anh có sao không? Không sao. Tên rác rưởi cậu đến đây làm gì? Cậu có biết, 3 năm qua, nhà tôi đã bị cậu hại thảm đến nỗi nào không? Mẹ, im miệng, 3 năm trước, con là nữ hoàng thương nghiệp Trung Châu. Vì cứu cậu ta, bị người khác khống chế nên mới để Lý Tuyết có cơ hội, khiến chúng ta thành ra như thế này. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Xin lỗi, có thể bù đắp được thiệt hại 3 năm qua không? Bác gái yên tâm, 3 năm qua cháu đã khiến Uyển Nhi mất đi thứ gì? Hôm nay, cháu sẽ trả lại gấp 10, gấp 100 lần cho cô ấy. Đây chẳng phải Sở Thần sao? 3 năm trước chạy trốn khỏi Trung Châu như một con chó, giờ lại quay về rồi hả? Cậu không sợ nhà họ Tần và nhà họ Tô tìm cậu gây rối hả? Vừa nãy là chị bắt Uyển Nhi quỳ xuống xin lỗi chị. Tất nhiên, anh Sở Thần, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thì hơn. Yên tâm, tiếp theo cứ giao cho anh. Sở Thần, đây là cuộc họp thường kỳ của tập đoàn Lý Thị chúng tôi, không phải loại vớ vẩn nào cũng có thể vào. Cậu mau cút ra ngoài ngay cho tôi. Chán sống hả? Tôi xin lỗi. Sao tôi phải xin lỗi? Dựa vào cô vô lễ với người phụ nữ của tôi. Tôi là tổng giám đốc của Lý Thị. Sao tôi phải tôn trọng cô ta? Ông nội. Ông nội. Cậu. Ông nội, ông phải làm chủ cho cháu. Anh ta không chỉ đánh cháu, mà còn đánh cả Khúc Thiếu Gia. Khúc Thiếu Gia. Đúng. Anh ấy chính là Khúc Thiếu Gia của tập đoàn Khúc Thị. Anh ấy còn dìu dắt nhà họ Lý chúng ta nữa. Lại còn là bạn trai của tôi, lão gia. Chuyện này không liên quan gì đến con và Tiểu Uyển hết. Cậu ta chỉ là một tên điên, giờ Lý Tuyết thế lực lớn, không chọc được. Hơn nữa, cậu ta còn dám đánh Khúc Thiếu Gia, hôm nay chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Lý lão gia, theo tôi được biết, 3 năm qua, Uyển đã nhiều lần cứu nhà họ Lý khỏi hiểm nguy, giờ mấy người làm như này, có phải hơi bạc bẽo rồi không? Sở Thần, cậu không thấy cậu đang rất hỗn hào với người lớn hả? Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho người phụ nữ của tôi. Trên đời này làm gì có gì là công bằng? Trước đây, Uyển Nhi đúng là đã cống hiến rất nhiều cho nhà họ Lý, nhưng 3 năm qua, cống hiến của Lý Tuyết cho nhà họ Lý cũng không hề kém hơn. Ý ông là chỉ cần Uyển Nhi bù lại được những cống hiến 3 năm qua thì sẽ có thể làm mưa làm gió ở nhà họ Lý. Có thể nói thế, nhưng cậu nghĩ, thời gian 3 năm chỉ là một sớm một chiều, nói bù đắp là bù được hả? Ông nội nói rất đúng, cậu có biết những năm qua tôi đã cống hiến bao nhiêu cho nhà họ Lý không? Thứ nịnh bợ, chỉ biết bám đằng sau Uyển Nhi. Thì có cống hiến gì? Là thứ nịnh bợ tôi đây, đã kêu gọi đầu tư được 50 tỷ tệ cho nhà họ Lý. Cậu biết 50 tỷ tệ là bao nhiêu không? 50 tỷ tệ. Nhiều lắm à? Sở Thần, nếu cậu vẫn còn là đại thiếu gia của nhà họ Sở khi trước cậu nói câu này, tôi còn công nhận, nhưng giờ cậu chỉ là một con chó mất nhà. Cậu có tư cách gì nói những lời này? Chị, chuyện này là chúng tôi đã sai. Chúng tôi sẽ đi ngay. Đánh người xong còn muốn đi. Người đâu? Nếu muốn đi, 3 người đều phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Dập đầu 10 cái. Tôi sẽ cho các người đi. Sở Thần, lần này, chúng tôi bị cậu hại thảm thật rồi. Lý lão gia, chẳng qua chỉ là 50 tỷ tệ mà thôi. Hôm nay tôi sẽ giúp Uyển Nhi có được đầu tư 50 tỷ tệ. Cậu tưởng 50 tỷ tệ là do bán ngoài chợ à? Không biết Lý lão gia có thể cho tôi một cơ hội không? Không cần lão gia nói. Nếu cậu có thể kéo được nguồn đầu tư 50 tỷ tổng, tôi sẽ quỳ xuống, dập đầu xin lỗi các người. Thật sao? Tất nhiên là thật. Nếu Lý Tuyết đã nói thế, mong mọi người sẽ làm chứng cho. Tôi là Sở Thần, hợp tác với tập đoàn Lý Thị qua Lý Uyển Nhi đi. Càng nhiều dự án hợp tác càng tốt. Sở Thần, cậu hài thật. Cậu nghĩ cậu sẽ giành được cơ hội hợp tác chỉ bằng một cuộc gọi thật à? Đương nhiên, mạnh miệng đấy. Cậu biết tôi đã cố gắng thế nào?
để thu hút được 50 tỷ không? Đó là do chị kém. Cậu, Uyển Nhi, chúng ta nên đi thôi. Có lẽ hôm nay, Sở Thần sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mẹ, con không bỏ rơi anh ấy đâu, sao con ngang thế? Mọi người, tôi đã truyền đạt lệnh của điện chủ rồi, mong rằng mọi người không làm điện chủ thất vọng. Thanh sư yên tâm, chúng tôi làm ngay đây. Sở Thần, được một lúc rồi, bao giờ dự án của cậu mới đến? Đến ngay đây. Bốc phét không biết ngượng, tôi cũng muốn xem cậu sẽ trụ được bao lâu. Ai là nhị tiểu thư nhà họ Lý? Tôi đây. Công ty tôi nghe nói nhị tiểu thư nhà họ Lý là cô gái tài giỏi nhất Trung Châu, nên hôm nay tôi mang dự án 10 tỷ tới. Mong rằng sẽ được hợp tác chân thành với Lý nhị tiểu thư. Anh Sở Thần, chuyện này. Tập đoàn Vương Thị có nhầm không? Lý Uyển Nhi đã biến mất 3 năm rồi. Đây là ý của quản lý cấp cao trong công ty, tôi chỉ phụ trách truyền đạt. Mời Lý tiểu thư ký. Ừ. Lý tiểu thư ký xong rồi, tôi không làm phiền nữa. Lão gia, giờ Uyển Nhi đã tìm được dự án hợp tác cho nhà họ Lý rồi, con bé sẽ được làm ở nhà họ Lý tiếp đúng không? Sở Thần, tôi đã coi thường cậu thật rồi. Nếu Uyển Nhi đã mang lại lợi ích cho nhà họ Lý, đương nhiên con bé có thể về làm việc. Nghe rõ chưa? Lão gia xác nhận rồi đấy, cô còn định lạm quyền à? Cho dù cô ta giành được dự án thì sao, tôi mới là người thừa kế của tập đoàn Lý Thị. Tôi mới là người thừa kế của tập đoàn Lý Thị. Cô, đúng lúc công ty đang thiếu nhân viên lễ tân, tôi thấy em Uyển Nhi trông cũng được, hay làm ở quầy lễ tân đi nhé. Tại sao hả? Vì tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị. Lão gia, nó khinh người quá đáng. Được rồi, được rồi. Uyển Nhi đã rời công ty 3 năm, khó hòa nhập với công ty, cũng cần làm quen đã. Lão gia đang thiên vị. Thiên vị thì sao? Việc Sở Thần tìm được dự án 10 tỷ đã khiến tôi bất ngờ, nhưng hồi nãy Sở Thần nói sẽ bù đắp thiệt hại 3 năm qua thay Lý Uyển Nhi, 10 tỷ chưa giải quyết được chuyện này nhé. Cô, Lý Uyển Nhi, hồi trước tôi luôn phải theo sau nịnh bợ cô như công chúa ăn trên ngồi trước. Chị, tôi chưa bao giờ coi thường chị, hơn nữa hồi trước tôi luôn giúp chị đứng vững trong công ty, đừng tỏ ra thương người nữa. Chị, cô vẫn luôn là cái đinh trong mắt tôi chỉ muốn dẫm cô dưới chân, có điều mãi vẫn chưa có cơ hội, nhưng giờ khác rồi, cô không phải thiên tài thương nghiệp của 3 năm trước nữa, tôi sẽ nghiêm túc hạ bệ cô. Sao phải vậy? Chúng ta là người nhà mà, ai là người nhà với cô? Giờ tôi đang háo hức lắm, tôi rất mong được thấy cô nịnh bợ tôi mỗi ngày. Ai là nhị tiểu thư nhà họ Lý ạ? Tôi đây. Lý nhị tiểu thư, đây là dự án 40 tỷ mà công ty tôi sắp hợp tác với cô. 40 tỷ hả? Đúng thế, đây là mức cao nhất của công ty tôi rồi, nếu không, chắc chắn tôi sẽ đầu tư thêm, mong cô đừng chê nhé. Chuyện này, Lý nhị tiểu thư yên tâm. Sau này dự án sẽ do cô quyết định, mọi chuyện đều theo lời dặn dò của cô. Uyển Nhi, con đứng ngay ra đó làm gì nữa, mau ký đi. Ừ. Xong rồi. Lý Tuyết, để xem cô còn gì để nói không, không thể nào. Giấy trắng mực đen rành rành ra đó rồi, còn gì không thể hả? Chẳng biết. Vụ lễ tân lúc nãy. Uyển Nhi đã mang lại lợi ích lớn lao cho công ty, sao làm lễ tân được? Vậy cảm ơn Lý lão gia nhé, tôi đề nghị cho Uyển Nhi làm tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị, như thế cũng có lợi cho sự phát triển của công ty sau này. Đúng đúng đúng, mong lão gia đồng ý ạ. Chuyện này không được, không thể được. Có vẻ ở đây không có chỗ cho chị nói đâu. Hơn nữa tôi nhớ chị đã nói nếu Uyển Nhi thu hút được 50 tỷ vốn đầu tư, chị sẽ dập đầu xin lỗi chúng tôi mà. Cậu vừa phải thôi. Lý Tuyết, chị ăn nói cho cẩn thận, hồi nãy ai đã hăm dọa ở đây hả? Giờ tôi thực hiện lời hứa rồi, chỉ chờ chị xin lỗi thôi. Cậu làm đi nào, tôi rửa tai lắng nghe đây. Hừ, cô ta tức ngu người rồi hả? Sở Thần, đúng là cậu ngày càng khiến tôi bất ngờ hơn, cậu tưởng chức tổng giám đốc dễ làm thế chắc? Một chức vụ thôi, có gì mà không làm nổi. Trừ tôi ra, không ai có thể đảm nhận vị trí này, không tin thì cậu hỏi họ đi. Mọi người, Lý Uyển Nhi muốn làm tổng giám đốc công ty, cho hỏi mọi người có đồng ý không thế? 3 năm qua, chính đại tiểu thư đã dẫn dắt công ty. Trừ đại tiểu thư ra, chúng tôi sẽ không cho ai làm. Đúng thế. Chúng tôi chỉ nghe đại tiểu thư thôi, chuyện này. Lão gia, Dương Tú, ở đây toàn quản lý cấp cao của công ty. Cho dù ông nội là chủ nhà họ Lý thì cũng phải xem xét ý kiến của họ. Vua nào chiều thần ấy, Lý Uyển Nhi không còn uy tín như trước mà cũng đòi đấu với tôi à? Đủ rồi, cái gọi thế này, còn ra thể thống gì nữa? Lão gia, sau này Uyển Nhi làm phó tổng giám đốc, tuy không phải tổng giám đốc nhưng cũng không chênh nhiều. Nhưng, Dương Tú, tôi khuyên bà nên biết điều đi, Khúc thiếu gia vẫn đang ở bên tôi có thể giành được nhiều dự án hơn đấy. Đúng thế.
Tuyết Nhi là bạn gái tôi. Đương nhiên, sau này, nhà họ Khúc tôi sẽ hợp tác chiến lược với nhà họ Lý. Nghe rõ chưa, dự án của các người chỉ là nhất thời, còn dự án của tôi sẽ liên tục kéo đến. Rồi, nhà họ Khúc là cái thá gì chứ, cậu nói gì, thôi bỏ đi, anh Sở Thần, kết quả này đã tốt lắm rồi. Uyển Nhi, anh nói rồi, anh sẽ lấy lại mọi thứ mà em mất trong 3 năm qua. Trong mắt anh, nhà họ Khúc nhỏ bé đó, chẳng khác gì. Sâu bọ. Sở Thần, đầu cậu có vấn đề rồi à, dám nói liều về nhà họ Khúc ở đấy, anh cũng muốn xem. Rốt cuộc hắn có năng lực gì, mà dám bảo nhà họ Khúc anh, chỉ là sâu bọ trong mắt hắn. Một cuộc gọi. Là đủ. Này nhãi, bốc phét không sợ xoắn lưỡi đúng không? Có hai việc. Thứ nhất, là chấm dứt tất cả dự án hợp tác với Lý Tuyết. Thứ hai, là xóa sổ nhà họ Khúc khỏi Trung Châu. Tập trung sức mạnh của Thiên Thần Điện, chèn ép thị trường chứng khoán và lĩnh vực công nghiệp của nhà họ Khúc ở Trung Châu. Trong 10 phút, tôi muốn nhà họ Khúc phá sản. Hừ, nhà họ Khúc à, ai cho anh lá gan, mà dám sỉ nhục uy quyền của chủ thượng nhà tôi thế, Sở Thần. Cậu nổ vừa thôi. Chưa bàn đến việc bây giờ, cậu không làm gì được nhà họ Khúc, ngay cả nhà họ Sở của cậu cũng không dám nói thế khi đang huy hoàng. Nhà họ Khúc đã hoạt động mạnh ở Trung Châu mấy chục năm, đừng nói là con cháu của gia tộc xuống dốc như cậu, đến cả gia tộc đứng đầu Trung Châu cũng phải nể mặt nhà họ Khúc, không phải cậu thích là xóa sổ được đâu. Khúc thiếu gia, em nghĩ Sở Thần bị điên rồi. Sở Thần, cậu đừng nói vớ vẩn nữa, mau xin lỗi Khúc thiếu gia đi. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Nói gì ấy hả? Mẹ không muốn bi kịch 3 năm trước lặp lại, cũng không muốn con mất người bầu bạn 3 năm. Sở Thần, thấy chưa, đến cả nữ chủ nhân của một gia tộc cũng biết không được chọc giận nhà họ Khúc. Cậu vẫn vênh cơ à? Tôi khuyên cậu nên dập đầu xin lỗi đi, biết đâu Khúc thiếu gia sẽ rủ lòng từ bi, tha cho cậu đấy, anh ta xứng à? Này nhãi, muốn chết đúng không? Sao, anh quên hồi nãy bị đánh thế nào à? Cậu, anh yên tâm, nhà họ Lý sẽ không làm ngơ trước việc Sở Thần ăn nói hỗn láo với anh đâu. Sở Thần, cậu vẫn chưa quỳ xuống, để xin lỗi Khúc thiếu gia hả? Không, dù có dập đầu cũng vô ích, anh phải đánh gãy chân hắn, để hắn quỳ sám hối trước chúng ta suốt đời. Tôi cũng rất tò mò, để xem lát nữa ai sẽ dập đầu với ai. Được, 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 tôi cũng muốn xem cậu mạnh thật hay chỉ giỏi phép. Alo, sếp Ngô à, ông định dặn dò gì ạ? Sếp Ngô, ông nói gì cơ? Sao bảo là sẽ hợp tác lâu dài? Sếp Ngô, dự án này do nhà họ Khúc xúc tiến, ông không thể đổi ý sành sạch thế được. Á, sếp Ngô, nếu ông hủy thì nhà họ Lý chúng tôi biết xoay sở thế nào? Alo, nhà họ Lý cô xoay sở thế nào không phải việc của tôi. Tiểu Tuyết, sao thế? Dự án đầu tư 50 tỷ kia bị hủy rồi. Lý Tuyết, xem ra lần này, Uyển Nhi cho chị hít khói rồi. Sở Thần, đến lượt cậu nói chuyện hả? Khúc thiếu gia, anh mau gọi điện, hỏi nhà họ Khúc xem đã xảy ra chuyện gì đi. Ừ, tôi khuyên các người đừng phí thời gian nữa. Bây giờ, nhà họ Khúc lo thân còn chưa xong, chứ đừng nói là bảo vệ các người. Sở Thần, cậu im ngay. Lý lão gia, giờ nói sao nhỉ? Anh mau gọi đi. Bố. Con. Sao cơ? Sao vậy? Con biết rồi. Con biết rồi ạ. Khúc thiếu gia, có chuyện gì thế? Sao anh không nhắc tới hợp đồng? Anh nói đi chứ, anh mau gọi lại cho ông ấy đi. Anh làm gì vậy? Xin Sở tiên sinh, tha cho nhà họ Khúc. Khúc thiếu gia, rốt cuộc là sao? Im ngay. Lần này nhà họ Khúc tôi bị cô hại thê thảm rồi. Em hại nhà họ Khúc á? Sở tiên sinh có năng lực che trời, cậu ấy đã trừng phạt nhà họ Khúc. Sở tiên sinh, tôi có mắt như mù, xin cậu dừng tay. Nếu không, nhà họ Khúc sẽ bị xóa sổ khỏi Trung Châu thật mất. Chẳng phải hồi nãy, anh vẫn bảo tôi xin lỗi à? Xin lỗi, Sở tiên sinh. Xin cậu giơ cao đánh khẽ. Không thể nào, chắc chắn anh nhầm rồi. Sở Thần chỉ lấy được dự án 50 tỷ thôi, lật đổ nhà họ Khúc kiểu gì chứ? Khúc thiếu gia, hay anh bị lừa rồi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cậu đừng cáo mượn oai hùng nữa, nhà họ Sở của cậu đã sụp đổ lâu rồi, cậu chỉ đang ra vẻ thôi. Mau, xông lên giết cậu ta cho tôi. Tập đoàn Diệp Thị ở thủ đô, tập đoàn Triệu Thị ở thủ đô, tập đoàn Tùng Thị ở thủ đô, tập đoàn Trịnh Thị ở thủ đô. Ra mắt Sở tiên sinh. Sao người ở thủ đô lại đến đây? Sở tiên sinh, theo lệnh ngài, tập đoàn Diệp Thị sẽ bỏ ra 100 tỷ để hợp tác với nhị tiểu thư nhà họ Lý.
Tôi, 100 tỷ à? Sở tiên sinh, tập đoàn Triệu thị cũng bỏ ra 100 tỷ để hợp tác với nhị tiểu thư nhà họ Lý. Chúng tôi cũng vậy. Chuyện này, Uyển Nhi, đây là quà mà anh tặng em. Nếu họ tới rồi, thì em cứ ký đi. Phiền Lý nhị tiểu thư rồi. Là giả, tất cả là giả. Nhớ này, đừng bao giờ coi thường người khác. Hơn nữa, năng lực của tôi nằm ngoài sức tưởng tượng của chị. Sở tiên sinh, tại cô ta. Chính cô ta đã xúi tôi làm vậy, không thì có cho tôi 10.000 lá gan nữa, tôi cũng không dám đối phó với cậu đâu. Sở tiên sinh, xin cậu tha cho tôi. Tha cho anh à? Đúng thế, chỉ cần cậu tha cho tôi, nhà họ Khúc sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Muốn tôi tha cho nhà họ Khúc cũng được. Các người chỉ cần quyên góp hết tài sản cho tổ chức công ích thôi. Sở tiên sinh, cậu trừ chút đường sống cho nhà họ Khúc được không? Anh nghĩ giờ anh có quyền chọn à? Phải nhớ rằng, chỉ cần sống sót thì sẽ có cơ hội. Không thì, tôi sẽ nghe cậu hết. Khi về, tôi sẽ quyên góp tài sản ngay. Tốt lắm, Sở tiên sinh. Vậy tôi về nhé. Không được. Anh không được đi. Khúc bằng. Anh bảo anh yêu em cơ mà, anh không được bỏ rơi em. Buông ra. Khúc bằng. Anh đi rồi, em biết làm sao đây. Cút. Khúc bằng. Chẳng phải anh nói anh yêu em à? Anh đừng đi. Anh muốn ở bên em còn gì, đêm nay em sẽ ở với anh. Cút. Tất cả là tại cô, nếu không do cô, sao nhà họ Khúc lại ra nông nỗi này? Tôi mù nên mới ưng cô. Sở tiên sinh, xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh. Tôi tuyên bố, kể từ giờ, tôi không còn bất cứ quan hệ gì với Lý Tuyết cô. Sau này, tôi cứ gặp cô là đánh. Sở tiên sinh, tôi đi trước đây. Lý Tuyết, chị nghĩ xem bây giờ, chị còn dựa vào ai được đúng không? Đúng thế, hồi trước, cô liên tục giao ai trước mặt tôi, sao giờ không thế nữa vậy? Lão gia, giờ Uyển Nhi đã thu hút được mấy trăm tỷ vốn đầu tư. Có phải con bé sẽ? Đương nhiên, Uyển Nhi luôn là người thừa kế. Trong lòng tôi, đương nhiên con bé có thể về công ty làm việc, để bù đắp những thiệt thòi mà Uyển Nhi phải chịu 3 năm qua. Tôi quyết định, con bé sẽ được sở hữu một nửa cổ phần của công ty. Chị thua trắng rồi. Tôi sai rồi. Chị có sai gì với tôi đâu. Năm đó, chị là đồ vô tích sự ở nhà họ Lý. Chính Uyển Nhi đã hướng dẫn chị. Nhưng chị lại bỏ đá xuống giếng khi cô ấy mất quyền lực. Chị có xứng với nỗi khổ tâm của cô ấy không? Em à, chị xin lỗi. Chị đừng vậy. Em nói rồi, chúng ta là người nhà. Sau này chung sống hòa thuận là được. Em tốt với chị quá. Vậy sau này, chị còn được làm ở công ty không? Đương nhiên là được. Chị cũng là người nhà họ Lý mà. Vậy sau này, chúng ta có thể thân thiết như trước kia không? Được chứ. Hơn nữa, anh Sở Thần thu hút nhiều vốn đầu tư thế, mình em không kham hết được, em không tin chị thì tin ai? Em biết, chị lo em sẽ có thành kiến với chị. Nên em sẽ giao hết số hợp đồng này cho chị xử lý. Chị yên tâm rồi đúng không? Thế này mới đúng là người nhà. Nếu hiểu lầm đã được hóa giải. Vậy giờ chúng ta có thể tập trung nghiên cứu hướng phát triển của nhà họ Lý sau này rồi. Khoan đã. Còn vấn đề gì à? Vấn đề của nhà họ Lý xong rồi, nhưng vấn đề của tập đoàn Lý Thị vẫn chưa xong. Ý cậu là sao? Tôi nhớ hồi nãy, đám người này có thành kiến rất lớn với việc Uyển Nhi nắm quyền. Tôi không muốn sau này có người bằng mặt mà không bằng lòng với Uyển Nhi ở công ty. Vì thế, tôi đề nghị sa thải hết. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Tài năng của nhị tiểu thư quá rõ rồi, đời nào chúng tôi lại bằng mặt mà không bằng lòng chứ? Đúng thế, 3 năm trước, nếu không có nhị tiểu thư ngăn cơn sóng dữ, nhà họ Lý đâu thể vượt qua bao khó khăn. Công nhận. Nhờ có nền móng mà nhị tiểu thư để lại 3 năm trước, Lý Tuyết mới có thể phát triển công ty đến tận bây giờ. Các người lật mặt như lật bánh tráng nhỉ. Anh Sở Thần, bỏ qua đi, công ty không thể phát triển chỉ với một người. Hơn nữa hồi nãy, họ cũng có nỗi khó xử. Cảm ơn nhị tiểu thư rộng lượng quá. Nhị tiểu thư yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ dốc hết sức, cố gắng phát triển công ty trong tương lai. Sau này chúng tôi sẽ luôn nghe lệnh nhị tiểu thư. Tôi mong đây là lần cuối. Nếu không, đông vui thật. Là mày à? Ồ, Sở Thần, lại gặp nhau rồi, đúng thế. Giờ tao vẫn nhớ như in dáng vẻ mày tè dầm. Mày, sao, định đánh tao à? Hờ. Sở Thần, tao biết mày có chút thực lực, nhưng mày đừng khinh tao. Tao thắc mắc là, mày trốn khỏi nhà lao hình bộ kiểu gì thế? Ồ, tao biết rồi, chắc chắn nhà họ Lý đã giúp mày, đúng không? Lý Xuân Phong, ông thấy mình già rồi,
không sống được mấy nên vội lao đầu vào chỗ chết hả? Tần thiếu gia, ông có biết người quậy tung hội đấu giá của nhà họ Tần và giết anh trai tôi là thằng đẹp mã này không? Ông giúp hắn, tức là đối đầu với nhà họ Tần, chống đối Thiên Thần Điện. Tần Phong, đây là nhà họ Lý, chứ không phải nhà họ Tần của anh. Anh ăn nói cho cẩn thận. Ồ, đúng nhỉ, đây là nhà họ Lý. Cô thử hỏi lão họ này xem, nhà họ Lý của ông ta là cái thá gì trước nhà họ Tần. Này, lão họ Lý, tôi đang chờ ông giải thích đây, cơm điếc rồi à? Tần thiếu gia, tôi nào dám chống đối nhà họ Tần. Tôi cũng không biết cậu ta đã ra khỏi nhà lao hình vụ kiểu gì. Ông nói láo. Ông nói láo, nếu nhà họ Lý không giúp, chỉ với nhà họ Sở rắc rưởi của hắn, đời nào Vương Giáo Úy lại giúp hắn hả? Đúng thế, nhà họ Sở đã sụp đổ rồi. Nếu không phải nhà họ Lý, thì còn ai giúp Sở Thần nữa? Tô Diệu Khả, cô đúng là thân lửa ưa nặng. Chưa gì đã quên lúc cô xin tôi tha cho rồi, Sở Thần. Anh ngạo mạn vừa thôi, anh sẽ nhanh chóng hối hận vì hành động trước đó. Rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi, không đáng được thương hại, anh. Ông nội, cậu ta điên rồi. Chẳng những cậu ta đắc tội nhà họ Tần, mà còn giết cả Thiên Đạo. Ông nội, nhà họ Lý không thể dính líu tới cậu ta được, nếu không, nhà ta cũng từ tùng. Tần thiếu gia, Sở Thần không có quan hệ gì với nhà họ Lý, xin cậu đừng dẫn lây sang chúng tôi. Chị nói linh tinh gì thế? Tuyết Nhi nói đúng đấy, Sở Thần không dính dáng gì tới nhà họ Lý chúng tôi. Ông nội, sao ông lại nói thế? Hồi nãy ông còn niềm nở tiếp đón anh Sở Thần mà. Đúng thế, lão gia, nếu không có Sở Thần, sao nhà họ Lý có thể thu hút được mấy trăm tỷ vốn đầu tư chứ? Cô im ngay cho tôi, ông nội. Nếu giờ ông bỏ mặc anh Sở Thần thì khác gì loại ăn cháo đá bát. Cháu, Uyển Nhi, đúng là Sở Thần đã giúp nhà họ Lý, nhưng cậu ta thực sự không nên đắc tội với nhà họ Tần và Thiên Thần Điện. Nhà họ Tần quá đáng sợ, nhà họ Lý chúng ta không chống cự được đâu. Thiên Thần Điện còn là thế lực số một Long Quốc, tự cậu ta chán sống, nhà họ Lý không thể bị liên lụy được. Hai người, Tần thiếu gia, xin hãy cho nhà họ Lý cơ hội. Chắc chắn nhà họ Lý sẽ cho cậu câu trả lời đồng ý, ông nội. Nhà họ Lý đã phát triển ở Trung Châu mấy chục năm, không thể sụp đổ chỉ vì mình Sở Thần. Nhưng im ngay, nếu cháu vẫn muốn ở bên Sở Thần, ông sẽ đuổi cháu khỏi nhà họ Lý. Lão gia không được làm vậy. Sao không được? Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn nhà họ Lý bị tiêu diệt hả? Tần thiếu gia, mọi chuyện là do Sở Thần làm, không liên quan gì tới mẹ con tôi. Mẹ? Sao mẹ cũng? Con bé ngốc, mau nói rõ với Tần thiếu gia đi, cậu ta không liên quan gì tới chúng ta cả. Con không thể bỏ rơi anh Sở Thần. Uyển Nhi, nhà họ Tần khác với nhà họ Húc, nhà họ Tần là trùm ở Trung Châu. Hơn nữa Sở Thần còn giết Thiên Đao Vương của Thiên Thần Điện, đó là tội chết bị xử cả họ đấy. Mẹ, anh Sở Thần làm mọi chuyện chỉ vì con, sao con có thể bỏ mặc anh Sở Thần được? Hơn nữa, con yêu anh ấy, nếu con yêu anh ấy, thì nên ở bên anh ấy trước mọi khó khăn. Cháu muốn chết thì đừng kéo nhà họ Lý theo. Tần thiếu gia, cậu có hài lòng với thái độ của nhà họ Lý không ạ? Không tệ, lão giả Lý. Chưa gì đã thạo rồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Cảm ơn Tần thiếu gia đã khen. Sao nào, Sở Thần, giờ mày không còn nhà họ Lý để dựa vào nữa, mày có dám bênh không? Nhà họ Lý không phải chỗ dựa của tao, ngược lại, tao mới là chỗ dựa của nhà họ Lý. Tao phục mày thật, bị hất hủi hẳn rồi, mà vẫn nổ được. Ai bảo anh Sở Thần bị hất hủi, anh ấy vẫn còn tôi. Đúng thế, Uyển Nhi là tất cả của tao, chỉ cần cô ấy ở bên tao, tao không sợ gì cả. Ây già, đúng là tình trạng ý thiết. Có thể thấy, mày thật lòng yêu Lý Uyển Nhi, anh Sở Thần, tao đọc trong sách là, nếu yêu ai thì nên khiến người đó hạnh phúc, vì khi họ hạnh phúc, thì mày cũng vui, nên tao nghĩ, nếu tao khiến người phụ nữ của mày sung sướng, chắc mày sẽ vui lắm nhỉ, mày chán sống rồi. Hắn quát anh kìa, anh sợ lắm. Sở Thần, tao biết thực lực của mày, nên tao đã chuẩn bị trước khi đến rồi. Ngay cả chỗ dựa Thiên Đao Vương của mày cũng không phải đối thủ của tao. Chỉ với ông ta mà đòi làm gì tao à? Sở Thần, anh đừng vội đắc ý. Người này là thầy dạy Thiên Đao Vương. Ồ, bảo sao hôm nay bọn mày dám tới đây làm loạn? Chính hắn đã giết học trò cưng của ông, giết anh trai tôi, bắt hắn đi. Ông muốn gì tôi cũng chiều. Thiếu gia yên tâm, chỉ là một tên rác rưởi thôi, giết hắn đơn giản như giết gà. Này, tôi chỉ nói là bắt hắn thôi, chứ không bảo ông giết hắn. Làm gì có chuyện tôi cho hắn chết dễ vậy. Tôi phải cho hắn xem tôi sẽ khiến người phụ nữ của hắn sung sướng thế nào. Vâng,
vậy chúng ta cứ đánh gãy tay chân hắn. Uyển Nhi, mau qua đây. Mẹ, mẹ đừng khuyên con sẵn sàng chết cùng anh Sở Thần. Chuyện này, đúng là đôi uyên ương số khổ. Tiếc rằng, các người đã đắc tội Tần thiếu gia. Dừng tay. Sở tiên sinh có thân phận cao quý, ai cho các người ra tay hả? Ông là ai? Cậu không cần biết tôi là ai. Nếu giờ cậu rời đi, tôi sẽ xem như không có gì. Còn không, tôi sẽ khiến nhà họ Tần biến mất. Ông uống nhầm thuốc à? Nếu ông muốn chết, thì về nhà thất cổ. Hay nhảy sông tự sát đi. Thậm chí, chọc tay vào ổ điện nhà ông cũng được, không thì tôi lại phải ra tay. Ông được mãn nguyện. Chứ tôi thấy xui lắm. Tần thiếu gia, họ đến từ thủ đô đấy hả? Ồ, đến từ thủ đô à? Nếu biết thân phận của chúng tôi rồi, sao chưa cút ra ngoài đi? Người từ thủ đô ghê lắm chắc. Người thủ đô là cái thá gì? Tôi cho ông biết, đây là Trung Châu. Ở Trung Châu, tôi là trời, tôi là bố. Sau này thấy Tần Phong ở Trung Châu, liệu mà cục cái pha vào, cậu không sợ tứ đại gia tộc trả thù nhà họ Tần hả? Ôi chao, anh sợ lắm. Ây già, các ông còn sống thì mới là tứ đại gia tộc. Chứ chết rồi, thì chỉ là đống đất thôi. Cậu, hơn nữa, hắn mới là người giết các ông, không liên quan gì tới nhà họ Tần. Nhà họ Tần ngông cuồng thật, nhưng cậu dám ra tay với tứ đại gia tộc, trước mặt bao người chắc. Đúng là có mắt để trưng, không biết nhìn nhận tình hình. Hôm nay tôi đang vui, nếu tôi giữ ông, có ai ngồi đây dám nói hả? Cậu cái quái gì, bao đồng ít thôi, lo chuyện người khác ăn cám à? Không còn việc gì thì cút vào góc. Tôi chỉ thấy Sở Thần ra tay với tứ đại gia tộc, chứ không thấy Tần thiếu gia xuất hiện bao giờ. Chị, còn đứng ngay ra đó làm gì, đánh đi. Bảo sao vinh vào thế, đúng là cũng có chút thực lực. Tần Phong, tứ đại gia tộc sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tôi sẽ liên hệ bên thủ đô, cử người tới giết cậu. Ông nghĩ tôi sẽ cho ông cơ hội đó à? Cậu ít thôi. Ông đấy, mau quỳ xuống xin tha đi. Cho dù ông gọi điện, thủ đô vẫn cách Trung Châu một ngày đi đường. Đến lúc đó, các người đã hóa ra cho rồi. Sở tiên sinh, hai ngài đi trước đi. Để chúng tôi ngăn cản ông ta, chỉ cần tiên sinh đi rồi, tôi tin ông ta không dám làm gì thiếu suy nghĩ với chúng tôi. Được rồi. Mọi người không ngăn được ông ta đâu, để tôi giải quyết. Nể tình ông tu luyện khó khăn, tôi khuyên ông chạy ngay đi. Nếu vậy, tôi sẽ không truy cứu chuyện vừa rồi nữa. Này nhãi, tôi biết cậu có chút thực lực. Nhưng, tôi là cao thủ Tích Cốc Kỳ. Không phải người để loại rác rưởi như cậu xe bảo đâu. Đừng nhiều lời với hắn nữa, xử luôn đi. Sở Thần, mày chết chắc rồi. Song Long Diệt Phượng. Bát Bộ Thiên Long. Khí tức chân long. Sao cậu lại có khí tức chân long? Đại La Kim Tiên cảnh. Trên đời này, sao lại xuất hiện Đại La Kim Tiên? Đời này tôi có thể nhìn thấy Đại La Kim Tiên, cũng coi như quá may mắn rồi. Nhà họ Tần. Xong rồi. Ông nói cái gì? Nhà ông mới xong đấy, ông ta chết rồi, ông ta, Tần thiếu gia, chẳng phải anh nói ông ta là ân sư của Thiên Đao Vương sao? Sao ông ta lại? Làm sao tôi biết ông ta vô dụng như thế? Làm sao nữa? Đi thôi chứ sao, Tần thiếu gia. Làm gì đấy? Vừa rồi mày kêu căng lắm à? Bây giờ tao cũng kêu căng thôi. Tao cho mày biết, tao có việc gấp, tao phải đi làm việc. Mở cửa ra cho tao. Tần Phong, mày giết bố mẹ tao, hủy hoại nhà họ Sở. Mày muốn đi là đi sao? Mày cũng giết anh tao đấy thôi, hắn đáng chết. Mày nói lại lần nữa xem. Tần Phong, mày nên trả nợ rồi. Trả nợ? Mày cười cái gì? Tao cười mày không dám giết tao. Sao tao lại không dám? Mày xem đây là gì? Đây là thiệp mời tiệc nghênh long do thị trưởng tổ chức. Có tấm thiệp này là có thể gặp điện chủ Thiên Thần Điện. Sở Thần, điện chủ Thiên Thần Điện sắp đến Trung Châu rồi. Chắc chắn là đến để điều tra cái chết của anh tao. Cho mày biết, nếu biết điều, mau quỳ xuống đây, xin tao tha cho. Nếu không, mày sẽ lãnh đủ. Mày đánh giá cao anh mày rồi. Một Thiên Đao Vương còn con, ai quan tâm chứ? Mày nói láo, anh tao, Thiên Đao Vương, lập công lao lớn cho Thiên Thần Điện. Sao lại không ai quan tâm? Lập công lớn thì sao? Nếu hắn đắc tội tao, hắn nhất định phải chết. Dù tao không ra tay, Thiên Thần Điện cũng sẽ ra tay thay tao. Đỉnh nhỉ? Mày nghĩ mày là ai? Ra tay thay mày ư? Tao chính là điện chủ Thiên Thần Điện mà mày nói. Mày đùa à? Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau. Mày là điện chủ Thiên Thần Điện. Nếu mày là điện chủ Thiên Thần Điện, tao là Ngọc Hoàng Đại đến đây. Tao khuyên mày nhanh chóng quỳ xuống xin tao tha. Không chừng,
tao có thể cho mày một con đường sống, bằng không, chờ điện chủ thiên thần điện đến. Không ai cứu được mày đâu. Dựa vào mày, mày đòi tha cho tao à? Đúng. Là tao đây. Đây là chỗ dựa của mày hả? Tao sẽ hủy nó cho mày xem. Mày điên rồi, sao mày lại xé nó? Đây là thiệp mời thị trưởng Trung Châu gửi. Đại diện cho mặt mũi thị trưởng Trung Châu, mày dám xé, mày chán sống sao? Yên tâm, mày sẽ chết trước tao. Này đừng, đừng, đừng giết tao, đừng giết tao. Hay là mày đá tao thêm cái nữa, chỉ cần mày không giết tao, đá tao thêm vài cái cũng không sao hết. Lúc nãy mày cứng rắn lắm à? À, bị mày đá đến mềm đấy. Sám hối đi. Lúc mày hủy hoại nhà họ Sở của tao, kết cục của mày đã được định sẵn. Dừng tay. Sở thần, xin hãy nể mặt tôi. Tuyệt đối đừng ra tay với Tần thiếu gia. Ông là gì của tôi, sao tôi phải nể mặt? Trước đó nể ông, vì ông là ông nội của Uyển Nhi, nhưng giờ ông đã đuổi Uyển Nhi ra khỏi nhà. Trong mắt tôi, ông chỉ là một ông già. Việc này, Sở thần, cậu muốn chết, đừng lôi nhà họ Lý theo. Tôi ra tay với Tần Phong, liên quan đến gì đến nhà họ Lý? Đây là cuộc họp của nhà họ Lý. Nếu Tần Phong chết ở đây, nhà họ Tần có bỏ qua cho chúng tôi không? Thiên thần điện có tha cho chúng tôi không? Không sai, Tần Phong không thể có chuyện ở đây. Nếu tôi quyết tâm muốn ra tay thì sao? Dựa vào các người. Có ai cản được tôi sao? Cậu, Uyển Nhi, mau khuyên cậu ta. Tuyệt đối không thể để cậu ta hủy hoại nhà họ Lý. Anh Sở thần. Hay là thôi đi. Nếu Uyển Nhi đã nói thế, hôm nay tôi sẽ không giết anh. Tốt quá, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Được, vậy mày đá thêm cái nữa đi. Cậu, câm miệng, ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng. Mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho tốt. Không phải mày nói tiệc Nghênh Long là thiên thần điện nhắm vào tao sao? Vậy trong tiệc Nghênh Long, tao sẽ khiến mày tuyệt vọng. Sở thần, mày ta nhẫn lắm. Mày chờ đó cho tao, trong tiệc Nghênh Long, tao nhất định sẽ bẩm báo tội của mày cho thiên thần điện biết, băm mày làm cho mảnh. Không được chết tử tế, vậy thì hẹn gặp trong tiệc Nghênh Long. Bây giờ, cút đi. Đi. Đứng lại, lại sao nữa? Mày không hiểu tiếng người sao? Tao bảo mày lăn ra ngoài, hừ, muốn tao lăn. Không thành vấn đề, lăn thì lăn. Mở cửa cho tôi lăn. Lăn chung đi, mau lên. Vấn đề nhà họ Tần đã giải quyết, bây giờ đến phiên nhà họ Lý các người. Nhà họ Lý chúng tôi có vấn đề gì? Đương nhiên là vấn đề đầu tư rồi. Đây là chuyện nhà họ Lý, liên quan gì đến cậu? Đó là đầu tôi kéo về. Chị nói xem nó liên quan gì với tôi. Việc này, trước đó tôi kéo đầu tư giúp nhà họ Lý là vì Uyển Nhi là nhị tiểu thư các người. Nhưng bây giờ, tôi khuyên các người giao hợp đồng ra. Số dự án này, nhà họ Lý các người không động vào được. Dựa vào đâu? Sống phải biết thân biết phận. Có một số thứ không phải của chị thì không phải của chị. Nếu không, chị không gánh nổi hậu quả. Sở thần, tôi khuyên cậu nên nghĩ xem, cô nên tự lo thân mình thế nào. Cậu đắc tội nhà họ Tần, đắc tội thiên thần điện, cậu nghĩ cậu có thể sống sao? Đó là chuyện của tôi. Bây giờ, chị chỉ cần giao hợp đồng ra là được. Sở thần, cậu suy nghĩ quá đơn giản. Giá trị của số hợp đồng này hơn 100 tỷ. Cậu nghĩ tôi có đưa cho cậu không? Anh Sở thần, xin lỗi. Ngốc ạ. Anh nói rồi, giữa chúng ta không cần phải thế. Nhưng bộ mặt của người nhà họ Lý, hôm nay anh đã được lãnh giáo. Cậu muốn nói gì thì nói. Chỉ cần nhà họ Lý chúng tôi lấy được số dự án này, sau này chắc chắn sẽ bước lên đỉnh cao Trung Châu. Ừ, chị suy nghĩ đơn giản thật. Có một vài chuyện không phải tưởng tượng là được đâu. Tôi có thể dễ dàng có được hợp đồng vài trăm tỷ. Tôi cũng sẽ có cách hủy chúng. Ừ, nực cười. Cậu nghĩ cậu là ai? Hiện giờ hợp đồng trong tay tôi, không ai có thể ngăn nhà họ Lý phất lên. Còn đứng đó làm gì, bao vây hắn ta. Cô nghĩ dựa vào bọn họ, ai có thể cản tôi? Mau đem hợp đồng đến kết sắt của công ty, mau, mau. Sở thần, cậu đánh giá thấp tôi quá. Mục đích của tôi là cho họ giữ chân cậu. Hiện giờ hợp đồng đã bị tôi đưa đi, cậu muốn cướp cũng không được. Cậu có thể làm gì tôi? Chị quá đáng. Cô cầm miệng đi, cái loại ăn cây táo, rào cây sung, nếu không có nhà họ Lý, cô là cái thá gì? Uyển Nhi, nói lý với loại người không biết xấu hổ, như nước đổ đầu vịt. Sở thần, cậu mắng ai? Ai trả lời? Tôi mắng người đó. Cậu. Dù sao bây giờ mọi chuyện đã như đinh đóng cột, các người muốn nói sao thì nói. Lý Tuyết, chị vui quá sớm rồi, ý cậu là sao? Đơn giản, số hợp đồng này không vận hành được. Cậu muốn làm trái hợp đồng, giá trị của mấy hợp đồng đó hơn 100 tỷ, hủy hợp đồng là phải đền tiền. Cậu nghĩ họ có đền bù vì cậu không? Chút tiền đền bồi thường này có là gì? Với tứ đại gia tộc mà nói, chỉ như hạt cát trên sa mạc. Việc này, hơn nữa tôi nên khuyên cô xem hợp đồng cho kỹ. Dù chúng tôi không hợp tác với nhà họ Lý của cô, chúng tôi cũng không cần trả tiền vi phạm. Muốn lừa tôi đem hợp đồng ra sao? Cô là cái thá gì? Có tư cách để chúng tôi lừa sao? Tôi khuyên cô xem nội dung hợp đồng cho kỹ đi.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiểu Tuyết, rốt cuộc là sao? Hợp đồng ký với Lý Uyển Nhi không liên quan gì đến nhà họ Lý chúng ta. Cháu nói gì? Lý Tuyết, nhìn thấy chưa? Không có Uyển Nhi, nhà họ Lý các người không là gì cả. Rốt cuộc hắn ta cho các người lợi ích gì mà các người lại giúp hắn như thế, liên quan gì đến cô? Uyển Nhi, sau này mấy dự án đó vẫn là của em, nhưng sau này em phải nuôi anh Sở Thần. Anh nói gì thế? Không thể, tuyệt đối không thể. Lý Uyển Nhi không có nhà họ Lý, cô ta không có vốn, cô ta cũng không có tài nguyên, sao các người lại hợp tác với cô ta? Không cần cô bận tâm. Anh Sở Thần, chị em nói đúng, mấy dự án này rất tốt, nhưng dựa vào em là không được. Hay là thôi đi. Cậu nghe chưa? Bản thân cô ta đã nói, cô ta không thể kinh doanh, các người vẫn muốn hợp tác sao? Các vị, xin hãy cho nhà họ Lý một cơ hội, tôi có thể nhường 10%. Lý Nhị tiểu thư, tứ đại gia tộc có rất nhiều nhân tài, nếu cô cần, chúng tôi có thể gọi họ đến giúp cô bất cứ lúc nào, còn phương diện tiền tài sẽ do tứ đại gia tộc bảo đảm, tin rằng các ngân hàng lớn sẽ mở rộng cánh cửa thuận tiện, thậm chí chúng tôi có thể chi trước một khoản cho cô. Điên rồi, tứ đại gia tộc các người điên rồi. Vừa rồi ông không nghe thấy sao? Sở Thần giết chết Thiên Đao Vương, sau này nhà họ Tần sẽ không tha cho hắn, Thiên Thần Điện cũng sẽ không tha cho hắn. Các người có cần giúp một người chết không? Đúng vậy, nếu cậu ta chết, những gì các người đang làm có cần thiết không? Sao các người chắc chắn tôi sẽ chết? Sở Thần, có lẽ cậu có thể đối phó nhà họ Tần, nhưng Thiên Thần Điện là thế lực hàng đầu nước ta, ngay cả quốc chủ cũng phải dè chừng. Cậu nghĩ cậu sẽ là đối thủ của Thiên Thần Điện sao? Không sai, Tần Phong đã nói rõ ràng, tiệc Nghênh Long được tổ chức để nghênh đón điện chủ Thiên Thần Điện. Báo cáo tiểu thư. Bái kiến Sở tiên sinh, anh là thị trưởng đại nhân, phái tôi đến đưa thiệp cho cậu. Đây là thiệp mời tiệc Nghênh Long, mong cậu nhận cho. Sao đây có thể là thiệp mời tiệc Nghênh Long chứ? Thiệp mời màu đỏ mà. Đó đúng là thiệp mời của tiệc Nghênh Long, nhưng là cấp bậc thấp nhất, còn cái này mới là thiệp mời cao cấp nhất. Cậu nói gì? Nhìn thấy chưa? Tiệc Nghênh Long mà các người nói, hình như không muốn ra tay với tôi, ngược lại còn muốn mời tôi. Việc này, nếu đã đưa thiệp đến, tôi không ở đây quấy rầy cậu nữa. Cáo lui. Sở Thần, rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi có cần nói với ông không? Đi thôi Uyển Nhi, chúng ta rời khỏi cái nơi ghê tởm này. Này, chờ đã. Chờ đã, chờ đã. Nhà họ Lý này phải lụi bại thật rồi. Đúng. Không ngờ lại bỏ qua một cơ hội giàu có. Nếu có thể làm thân với Sở tiên sinh, đừng nói Trung Châu còn con, e rằng cả nước này cũng không ai sánh bằng. Nếu Sở tiên sinh đã đi, chúng ta cũng đi thôi. Mời bốn vị dừng bước. Lão tiên sinh, lúc nãy ông nói vậy là sao? Mong ông giải đáp cho tôi. Đơn giản. Tôi cười nhà họ Lý các người, có mắt như mù bỏ qua chân long. Vậy mà còn không biết. Ông nói Sở Thần sao? Không sai, Sở tiên sinh chính là chân long. Chân long có thể khiến nhà họ Lý thăng qua tiến chức? Không thể nào. Sao Sở Thần có thể là con rồng đó? Nếu cậu ta là chân long, 3 năm trước nhà họ Sở đã không bị diệt môn. Cô Lý, hình bộ đại lao là nơi nào? Ai muốn ra là ra sao? Dù là người của tứ đại gia tộc vào đó, không chết cũng bị lột một lớp da. Việc này cả Thiên Đao Vương, địa vị của hắn ở Thiên Thần Điện chắc ai cũng biết. Nhưng Sở tiên sinh vẫn ra tay với hắn, nếu không bối cảnh đủ mạnh, Sở tiên sinh có dám làm thế không? Lẽ nào cậu ta là nhân vật lớn nào sao? Nếu không phải nhân vật lớn thì sao tứ đại gia tộc lại nhận được tin từ kinh đô ra lệnh chúng tôi nhanh chóng đến tham gia cuộc họp của nhà họ Lý, đồng thời đem hợp đồng 100 tỷ dâng lên sao? Quan trọng hơn là thiệp vàng của tiệc Nghênh Long, người bình thường có thể nhận nó sao? Các người tự lo lấy thân đi. Mau, mau đi ngăn Sở Thần lại. Ông ơi, có khả năng đây chỉ là suy đoán, không phải thật đâu. Nhảm nhí. Ông nội. Tiểu Tuyết, ông biết cháu rất muốn kế thừa sự nghiệp nhà họ Lý, nhưng cháu có nghĩ đến nếu chúng ta lấy được hợp đồng 100 tỷ này, sau này thành tựu của nhà họ Lý không thể giới hạn không? Nhưng cái gì? Dù sau này cháu không phải giám đốc của tập đoàn Lý Thị, dựa vào lợi ích mà khoản đầu tư 100 tỷ đó mang đến, nó cũng hơn hẳn bây giờ. Ông nội, chúng ta có thể đi điều tra. Chờ cháu điều tra xong, cái gì cũng đã muộn, chi bằng bây giờ mau chóng đi cầu xin Sở Thần tha thứ. Tiểu Tuyết, ông hy vọng cháu có thể xin lỗi Sở Thần. Bằng không, cháu cũng không cần ở lại nhà họ Lý nữa. Cháu biết rồi. Dừng bước. Xin hãy dừng bước. Sở Thần,
trước đó là tôi có mắt như mù. Cậu hãy cho nhà họ Lý thêm một cơ hội đi. Lão gia, ông có ý gì? Sở Thần, cậu đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi biết lỗi rồi. Tôi quyết định thu hồi lại. Quyết định hồ đồ đuổi Uyển Nhi ra khỏi nhà trước đó, hợp đồng 100 tỷ này. Có thể giao cho nhà họ Lý vận hành không? Lão gia, tôi không nghe nhầm chứ? Tất nhiên là không. Vừa rồi ai đã mạnh miệng? 3 lần 4 lượt sỉ nhục chúng tôi, xin lỗi. Bỏ đi. Tôi đã cho nhà họ Lý cơ hội, nhưng hành vi của nhà họ Lý các người khiến tôi cực kỳ thất vọng. Sở Thần, chúng ta là người một nhà, có hiểu lầm gì không thể giải thích. Người một nhà, nếu đã là người một nhà, vậy tại sao lúc Uyển Nhi khó khăn, không thấy người nhà các người cứu giúp? Việc này, nếu đã là người một nhà, vậy vì sao lúc Uyển Nhi trở về, các người làm khó cô ấy đủ điều, thậm chí còn đuổi cô ấy? Nếu tôi không đem hợp đồng 100 tỷ đến, các người có nhận cô ấy là người nhà không? Uyển Nhi, mau nói giúp ông nội đi. Cháu, Uyển Nhi. Ông nội biết cách làm trước đó của ông đã sai. Nhưng, trong người chúng ta, chảy cùng một dòng máu, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi. Lý Tuyết, còn ngây ra làm gì? Uyển Nhi, là chị ngu muội. Em đừng so đo với chị được không? Anh Sở Thần, hay là tha thứ cho họ đi. Uyển Nhi, ông biết mà, cháu là cháu gái ngoan của ông. Anh Sở Thần, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng dù sao em cũng được nhà họ Lý nuôi lớn, cô ngốc này. Nếu em đã nghĩ thế, anh sẽ cho nhà họ Lý thêm một cơ hội. Cảm ơn anh Sở Thần. Ngốc ạ. Anh đã nói rồi, giữa chúng ta không cần phải thế. Sở Thần, Uyển Nhi, sau này, nhà họ Lý sẽ không để hai đứa thất vọng đâu. Lão gia, đừng vui mừng quá sớm. Tuy tôi đồng ý yêu cầu của Uyển Nhi, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Giao quyền sao? Thái độ làm việc của nhà họ Lý tôi thật sự không tin được, cho nên đề phòng rủi ro. Quyền lực nhà họ Lý các người phải giao cho Uyển Nhi, coi như một sự bảo đảm cho cô ấy. Đúng vậy, nếu Uyển Nhi có thể trở thành gia chủ nhà họ Lý, sau này, ai dám bất kính với Uyển Nhi nữa? Không được, cô ta, sao có thể làm gia chủ được? Lão gia, nhìn thấy chưa, dù tôi tha thứ cho nhà họ Lý, nhưng người nhà họ Lý các người vẫn bất kính với Uyển Nhi. Tôi, câm miệng. Lão gia, tôi biết ông suy nghĩ cho việc phát triển của nhà họ Lý, cho nên tôi hy vọng ông suy nghĩ cho kỹ. Nếu Uyển Nhi không phải gia chủ nhà họ Lý, tôi chỉ có thể từ chối việc đầu tư. Được. Tôi sẽ lập tức về tuyên bố Uyển Nhi là gia chủ của nhà họ Lý. Tốt quá, tốt quá. Vậy tôi về chờ ông, chỉ cần các người thông báo chuyện đầu tư sẽ giao cho nhà họ Lý vận hành. Được, đi thôi. Lý Uyển Nhi, tôi sẽ không để cô như ý, đừng đắc ý quá sớm. Nghịch tử, đều tại mày. Nếu không tại mày, sao nhà họ Khúc lại rơi vào bước đường này? Xin lỗi bố, con không biết Sở Thần đó có bản lĩnh lớn đến thế. Tiêu đời, cơ nghiệp mấy mươi năm của nhà họ Khúc hủy hết trong tay mày rồi. Sở Thần đã hứa với con, chỉ cần chúng ta bán hết gia sản, hắn sẽ cho chúng ta một con đường sống. Có ích gì nữa? Nhà họ Khúc có thể lấy lại huy hoàng ngày xưa không, bố? Gia chủ, cô Lý Tuyết đến gặp. Con ả giác rồi. Lúc này cô ta đến đây làm gì? Khúc thiếu gia, nói chuyện tuyệt tình như thế, có phải hơi quá đáng rồi không? Quá đáng? Có phải cô đã quên tôi nói gì với cô không? Nói gì thế? Tôi nói gặp cô lần nào, đánh cô lần ấy, đúng. Mau đánh chết cô ta cho bố. Đều tại cô xúi giục mới khiến tôi đắc tội Sở tiên sinh. Hôm nay không đánh chết cô, tôi sẽ theo họ cô. Tôi mang tin tốt đến đấy. Tin tốt? Sở Thần đã giết Thiên Đao Vương. Cái gì, cô nói gì? Sở Thần giết Thiên Đao Vương của Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện sắp đến Trung Châu báo thủ cho Thiên Đao Vương. Tên này điên rồi sao? Có phải cô lừa chúng tôi không? Võ công Thiên Đao Vương thế nào? Sao tên nhóc nhà họ Sở đó có thể giết hắn? Tôi lừa các người làm gì? Cô lừa tôi chưa đủ nhiều sao? Nếu không phải tại cô, sao tôi lại đắc tội Sở Thần? Khúc thiếu gia, tôi chưa từng lừa anh. Hơn nữa tin tức này là do chính miệng đại thiếu gia nhà họ Tần, Tần Phong nói. Cô nói thật sao? Tất nhiên. Nói vậy, nhà họ Khúc chúng ta không cần dâng hết tài sản rồi, bố. Người phụ nữ này lòng dạ độc ác. Con lo cô ta sẽ lừa chúng ta dây vào Sở Thần. Như thế, chúng ta sẽ tiêu đời thật. Cô làm sao chứng minh lời cô nói là thật? Rất đơn giản. Ông có thể gọi cho đại thiếu gia nhà họ Tần. Tôi có thể lừa các người, nhưng anh ấy thì không cần nhỉ. Mau gọi điện cho Tần đại thiếu gia. Được. Sở Thần, thằng cho chết. Sớm muộn tao cũng giết mày. Ây ra, Tần thiếu gia, đừng tức giận. Tiệc nghênh long sắp đến. Tin rằng Sở Thần không còn đắc ý được bao lâu, gần đây tức thật. Nào, bảo bối, giúp anh thư giãn, giải tỏa áp lực. Ây ra. Muốn thư giãn, không phải về phòng mới được sao? Về phòng làm gì? Giải quyết ngay tại chỗ. Ây ra, đáng ghét. Ây ra, đáng ghét. Nghe máy đã.
Alo, ai thế? Tần thiếu gia, tôi là Khúc Bằng của nhà họ Khúc. Chuyện gì? Sở Thần của nhà họ Sở, cái thằng không có mắt. Đắc tội anh đúng không? Đừng nhắc thằng đó với tôi, nhắc đến hắn là tôi thấy tức. Hắn chẳng những đắc tội tôi, còn giết anh tôi, đừng có nhắc đến nữa được không? Tần thiếu gia, có cần tôi giúp anh không? Anh thì giúp được gì? Thiên Thần Điện sắp đến Trung Châu rồi, tôi còn cần anh sao? Nếu Thiên Thần Điện ra tay, vậy Sở Thần nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Sau này không sao, đừng phiền tôi. Tiếp đi. Tình hình thế nào? Trời cũng phù hộ nhà họ Khúc, trời cũng phù hộ nhà họ Khúc. Chúng ta không cần dâng hiến tài sản nữa. Cái hạng không biết sống chết, dám chọc vào Thiên Đao Vương. Thế đây có phải tin tốt không? Có. Tin tốt cực lớn. So với chuyện này, tôi còn một tin tức tốt hơn. Tin gì đấy? Anh có biết Sở Thần đã tìm cho nhà họ Lý hợp đồng đầu tư 100 tỷ không? Biết. Sở Thần này đúng là có chút bản lĩnh. Đầu tư 100 tỷ, người bình thường không làm được. Khúc thiếu gia, anh có hứng thú với khoản đầu tư 100 tỷ này không? Ý cô là sao? Chỉ cần nhà họ Khúc các người hợp tác với tôi, sau này, chúng ta có thể phân chia khoản đầu tư 100 tỷ này. Nhà họ Khúc tuy rất hứng thú với dự án 100 tỷ này, nhưng đó là của nhà họ Lý, cô dựa vào đâu mà đưa cho nhà họ Khúc? Lý Uyển Nhi đã thành gia chủ nhà họ Lý, tôi ở nhà họ Lý không còn đất để chờ mình. Nếu muốn vùng lên, tôi nhất định phải cướp lấy dự án này. Dự án đầu tư này, e rằng không phải muốn cướp là cướp được đâu nhỉ. Khúc lão gia, ông chỉ cần làm theo kế hoạch của tôi, chúng ta có thể cướp hết số dự án này về tay mình. Cô muốn làm thế nào? Bắt cóc Lý Uyển Nhi. Bắt cóc? Sở Thần không vùng vẫy được bao lâu nữa. Chỉ cần bắt cóc Lý Uyển Nhi, tôi có thể trở thành gia chủ nhà họ Lý. Trước kia, tôi cảm thấy câu nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, chỉ là câu nói đùa. Hôm nay coi như tôi đã được chứng kiến. Cảm ơn bác Khúc đã khen. Vậy, sau khi cô lên chức gia chủ, cô định phân chia khoản đầu tư 100 tỷ này như thế nào đây? Chia 5 năm. Thế nào? Bác Khúc, dự án đầu tư 100 tỷ này là cơ hội hiếm có, dù chia 5 năm, với nhà họ Khúc mà nói cũng là một bước lên mây. Được. Lão Phu đồng ý với cô định khi nào ra tay? Các người chờ tin của tôi, chỉ cần Sở Thần không ở cạnh Lý Uyển Nhi, tôi sẽ thông báo cho các người. Anh Sở Thần, trên mặt em dính gì sao? Anh chỉ muốn nhìn em thôi. Anh Sở Thần. Uyển Nhi, chuyện này, em giao cho cấp dưới làm là được, không cần chuyện gì cũng làm, không được. Đây là mối đầu tư anh tìm cho em phải vận hành cho tốt. Không thể phụ lòng anh đã giúp em. Cô ngốc. Ừm. Được, tôi đến ngay. Uyển Nhi, anh phải ra ngoài một chuyến, anh đi đi. Nhớ về sớm, em nấu cơm cho anh. Được. Sở Thần, cuối cùng cậu cũng đi. Lý Uyển Nhi, để xem lần này ai bảo vệ cô. Chủ thượng, gần đây nhà họ Tần vẫn luôn mượn danh nghĩa Thiên Thần Điện lôi kéo quyền quý Trung Châu. Ngài xem, có cần thuộc hạ? Không cần. Một tên hề nhảy nhót thôi, không cần để ý. Đúng lúc, tôi cũng đang định cho họ một bài học trong việc nghênh Long. Chủ thượng, tứ đại chiến thần của Long Quốc, nghe nói ngài đã trở thành điện chủ Thiên Thần Điện, đang chuẩn bị đến tiệc nghênh Long chúc mừng. Ừm, chuyện này giao cho cô làm. Dạ. Chào nhị tiểu thư. Cho cậy thế chủ. Dí. Đã quá. Trước kia mẹ còn chẳng được vào cửa công ty. Bây giờ ai cũng phải cung kính với mẹ. Mẹ. Mẹ nói gì thế? Mẹ nói thật mà. Trước kia lúc Lý Tuyết đắc thế, bắt nạt mẹ không ít. Bây giờ con là gia chủ nhà họ Lý, sao con vẫn khách sáo với cô ta thế? Chúng ta đều là người nhà, không cần phải tuyệt tình đến thế. Hừ, cũng chỉ có con mới thế. Làm gì thế, các người làm gì thế? Tiểu thần, Uyển Nhi bị bắt cóc rồi, bác nói gì? Chủ thượng, xảy ra chuyện gì? Uyển Nhi bị bắt cóc rồi, cái gì? Kim Tam Hải, ông quản lý Trung Châu kiểu gì thế? Tôi, đừng lãng phí thời gian nữa, đến tập đoàn Lý Thị đã.
Kim Tam Hải. Tốt nhất ông hãy cầu khấn cho cô Lý bình an, nếu không thị trưởng Trung Châu như ông. Người đâu, người đâu? Lập tức triệu tập toàn bộ quân đội của Trung Châu, phải tìm ra tung tích của cô Lý, trong thời gian ngắn nhất. Hôm nay phát tài rồi. Khúc thiếu gia nói, chỉ cần chúng ta bắt Lý nhị tiểu thư, sẽ cho chúng ta 5 triệu. 5 triệu. Cả đời này không cần đi làm nữa. Chuyện gì thế? Nói đi. Ai sai các người ra tay với Uyển Nhi? Nói đi. Ai sai các người ra tay với Uyển Nhi? Chúng tôi không nói đâu. Các người muốn chết sao? Sự nhẫn nại của tôi có hạn. Nếu các người cố chấp không nói, tôi sẽ đánh gãy từng cọng xương sườn các người. Đánh đến khi các người chịu nói thì thôi. Đánh chết chúng tôi cũng không nói. Đúng, đúng, đúng. Nhà họ Húc, nhà họ Húc, nhà họ Húc. Nhà họ Húc là nhà họ Húc, Húc bằng sao? Đúng, 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 đúng. Húc thiếu gia nói, chỉ cần chúng tôi làm xong, sẽ cho chúng tôi một khoản tiền. Đúng, đúng, đúng. Nhà họ Húc. Đúng là không biết sống chết. Chúng tôi khai hết rồi. Chúng tôi đi được rồi đúng không? Ừm, chúng tôi đi nhé. Các người ra tay với Uyển Nhi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đưa Uyển Nhi như về, tôi đến nhà họ Húc một chuyến. Tiên sinh, có cần phái người? Không cần, một đám ô hợp thôi, không cần làm ầm lên. Bác Húc, sao người của bác còn chưa về? Sao nào, cô xem thường thực lực của tôi sao? Thực lực của nhà họ Húc ai nấy đều thấy. Tôi cảm thấy, đã lâu như vậy rồi. Vẫn chưa trở về. Yên tâm, chỉ bắt cóc một cô gái không có sức chống cự thôi. Tuyệt đối không có sai sót. Lý Tuyết, không ngờ chuyện này. Có cả chị đứng sau giờ trò. Sao cậu đến đây? Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi đã đến đây rồi. Chị có cần phải ngụy biện nữa không? Cậu, tôi rất tò mò. Lương tâm của chị bị chó ăn rồi sao? Uyển Nhi đối xử với chị như vậy, chị vẫn 3 lần 4 lượt, lấy oan báo ơn. Sở thần, đừng nói khó nghe như thế. Tôi mới là đại tiểu thư nhà họ Lý. Sao tôi phải chịu thua cô ta? 3 năm trước cô ta mất tích, sao còn phải trở về? Tại sao lại cướp thân phận gia chủ nhà họ Lý của tôi? Được. Cô ta muốn cướp của tôi. Tôi không để cô ta sống yên, người phụ nữ không biết điều. Cũng chỉ có Uyển Nhi lương thiện, tha cho chị thôi. Sở thần, cậu dẹp cái kiểu thanh cao đó đi. Thiên thần điện sắp đến Trung Châu. Cậu không đắc ý được bao lâu nữa. Đây là nguyên nhân các người đối phó với Uyển Nhi sao? Không sai. Trước đó cậu có thể bảo vệ Uyển Nhi, sau khi cậu chết, để xem ai bảo vệ cô ta. Bác Húc, cháu biết bác tung hoành Trung Châu nhiều năm, chắc chắn quen biết nhiều cao thủ, hôm nay chúng ta bắt hắn. Bác Húc, không thể bỏ qua cơ hội này, chỉ cần bắt giữ hắn, không chỉ nhà họ Tần, ngay cả thiên thần điện cũng sẽ nhìn bác bằng con mắt khác. Người đâu? Xem ra, anh đã quên bài học trước đó. Bớt nói nhảm đi, dù hôm nay tao không ra tay, mày có tha cho nhà họ Húc không? Tôi đã cho nhà họ Húc cơ hội. Là các người không biết điều, ra tay với Uyển Nhi, cho nên, nếu đã như vậy, chi bằng cược một phán. Ú hổ, bọn họ, toàn là cao thủ nhà họ Húc đào tạo, giết chết mày, dễ như trở bàn tay. Không biết điều, còn ngây ra làm gì, mau xử hắn cho tôi, ai giết được hắn trước, có thưởng lớn, thị trưởng Trung Châu đến. Để xem, các người muốn giết ai. Thị trưởng đại nhân, tên này xông vào nhà dân, tùy tiện giết người trong nhà tôi, hắn không xem pháp luật ra gì. Chính là hắn, không sai, chính là hắn giết Thiên Đao Vương. Thị trưởng đại nhân, mau xử lý hắn đi. Đồ không có mắt. Ông muốn hại chết tôi sao? Ông có biết Sở tiên sinh là ai không? Hắn là ai? Sở tiên sinh là điện chủ thiên thần điện. Nhân vật mà cả quốc chủ nhìn thấy cũng phải đối đãi tử tế. May mà cô Lý không sao. Bằng không, không chỉ có nhà họ Húc, ngay cả Kim Tam Hải này cũng phải chôn theo. Việc này, người đâu? Có, tịch thu toàn bộ tài sản nhà Húc, băm bố con họ ra, mang cho chó ăn. Dạ, cái gì? Đừng mà, thị trưởng đại nhân. Tha mạng thị trưởng đại nhân. Thị trưởng đại nhân tha mạng. Cậu là điện chủ thiên thần điện. Trước đó, tại cuộc họp của công ty nhà chị, tôi đã cho chị biết thân phận tôi. Chẳng qua là chị không tin. Sở thần, tôi cầu xin cậu, cậu cho tôi thêm một cơ hội được không? Tôi bảo đảm, tôi sẽ không gây sự với Uyển Nhi nữa. Trước đó cho chị cơ hội, là vì nể mặt Uyển Nhi. Nhưng tôi là chị của nó.
lúc chị ra tay với Uyển Nhi, chị đã vứt bỏ tình thân của hai người, huống hồ tôi nể mặt chị. Tôi mới không giết chị. Cậu định xử lý tôi thế nào? Đưa họ vào tù. Dạ, điện chủ. Anh Sở Thần. Đừng sợ, không sao rồi, anh giải quyết vấn đề hết rồi. Có phải nhà họ Tần không? Em không phải lo. Anh Sở Thần. Ngày mai là tiệc nghênh long. Em nghe nói, nhà họ Tần đang kết giao quyền quý Trung Châu. E rằng, yên tâm, nhà họ Tần không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng, đừng quên, anh cũng có thiệp mời tiệc nghênh long. Em biết, nhưng hiện giờ quyền quý ở các nơi đều muốn làm thân với Thiên Thần Điện, cho nên... Yên tâm đi, sau ngày mai, cả Trung Châu sẽ phải run rẩy vì anh. Trước lúc đó, em nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại cứ giao cho anh. Không được, em cũng phải đến tiệc nghênh long với anh. Được, nhưng em phải nghỉ ngơi cho tốt. Ừm. Tần thiếu gia, lần này Thiên Thần Điện đến Trung Châu, tin rằng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Thiên Đao Vương. Đúng vậy. Tên nhóc họ Sở kia ngông cuồng quá, dám khiêu khích quyền lực của nhà họ Tần. Tần thiếu gia yên tâm, sau hôm nay, chỉ cần anh ra lệnh, nhà họ Châu sẽ ra sức giúp đỡ. Các vị khách sáo, tin rằng Sở Thần chắc chắn không thể sống qua hôm nay. Tin rằng Sở Thần sẽ không thể sống qua hôm nay. To gan thật. Tiệc nghênh long mày cũng dám xông vào. Muốn chết cũng được. Nhưng đừng làm bẩn nơi này. Tiệc nghênh long này mở ra vì tao. Tao không xuất hiện. Tiệc nghênh long không còn ý nghĩa gì. Giọng điệu phách lối thật. Đúng là ăn nói ngông cuồng. Một kẻ rác rưởi Trung Châu, làm sao biết thân phận của tao? Hừ. Mày cũng có thân phận sao? Trong lòng tao, mày chỉ có một thân phận. Là đứa tạp chủng còn sống sót, sau lần tao tiêu diệt nhà Sở vào 3 năm trước. Sở Thần. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc anh suy nghĩ thế nào. Hiện giờ Thiên Thần Điện đến, anh không chạy trốn, lại chủ động đến nộp mạng. Người nộp mạng là các người, không phải tôi. Tao thật sự không hiểu rốt cuộc ai đã cho mày dũng khí mà lúc nào cũng thích chém gió. Đúng rồi, Lương Tịnh Như. Lương Tịnh Như cho mày đúng không? Tần thiếu gia, người này sao thế? Người này hỗn sự quá, dám nói tiệc nghênh long này tổ chức vì hắn. Các vị, hắn chính là hung thủ giết anh tôi, tạp chủng nhà họ Sở. Cái gì? Hóa ra là hắn. Sao cậu dám đến đây? Nếu hắn là hung thủ giết hại Thiên Đao Vương, vậy chúng ta không cần chờ Thiên Thần Điện ra tay nữa. Hay là hôm nay chúng ta giết hắn tại chỗ? Được. Nhìn thấy chưa Sở Thần, mày đã chọc mọi người tức giận. Họ không phải đám người ở hội đấu giá đâu. Giết chết mày dễ như giết một con kiến vậy. Hôm nay mày chết chắc rồi, chúa cũng không cứu nổi mày đâu. Thiên Đao Vương còn không phải đối thủ của tao. Dựa vào mấy tên này, mày... Tần Phong, hình như họ sợ rồi. Các vị, tôi biết các vị đang lo ngại cái gì. Các người xem, hắn chỉ có một mình. Tục ngữ nói rất hay, hổ đói sợ bầy sói. Một mình hắn, sao có thể là đối thủ của tất cả chúng ta? Đứng trước thực lực tuyệt đối, không ai có thể làm gì tôi. Huống hồ, ai trong các người dám ra tay? Các vị tiền bối, các vị đừng quên, nhà họ Tần có liên quan đến Thiên Thần Điện. Chỉ cần mọi người giúp tôi xử hắn, sau này tôi nhất định sẽ tiến cử các vị ở Thiên Thần Điện. Đồng thời, tôi sẽ bỏ ra 50 triệu, cảm ơn các vị ra tay giúp đỡ. Tần thiếu gia nói đùa, người này giết Thiên Đao Vương, dù cậu không lên tiếng, chúng tôi cũng không chối từ. Không sai, lần này phải giết hắn. Tôi nguyện giúp nhà họ Tần một tay. Được. Đoàn kết là sức mạnh. Sức mạnh là sắt, sức mạnh là thép. Cứng hơn cả thép, mạnh hơn cả sắt. Sở Thần, nhìn thấy chưa, hôm nay mày chết chắc. Bọn họ không được đâu. Cả thế giới không được, chỉ có mày được. Biết họ là ai không? Cao thủ võ đạo do danh môn vọng tộc của Trung Châu đào tạo ra. Dù mày là đại la thần tiên, đối phó mày cũng là chuyện trong tích tắc. Anh Sở Thần, yên tâm, một đám ô hợp thôi, ngây ra làm gì, lên đi. Dừng tay. Thuộc hạ đến cứu giá trễ, xin điện chủ tha tội. Miễn lễ, cô ta là ai? Chưa thấy bao giờ. Xông vào tiệc nghênh long là tội chết đấy. Các người đến nộp mạng với Sở Thần đúng không? To gan, dám ra tay với điện chủ Thiên Thần Điện, không biết sống chết. Hắn là điện chủ Thiên Thần Điện, việc này tôi nói rồi, nếu hắn là điện chủ Thiên Thần Điện, tôi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Kẻ ngông cuồng to gan. Kẻ ngông cuồng to gan không phải tôi, là Sở Thần dẫn đám ô hợp các người mạo danh người của Thiên Thần Điện. Mạo danh?
lần trước ở nhà họ Lý, mày đã mạo danh điện chủ thiên thần điện, bị tao vạch trần. Hôm nay mày thông minh hơn, thuê một giám diễn viên, phối hợp với mày. Đạo cụ không tệ, cũng khá chân thật. Thuê diễn viên cũng không tệ, xinh đẹp, diễn tốt. Ấy, tôi thấy cô khá quen, tôi nghĩ xem. À đúng, sáng nay tôi lướt Vết Vita, thấy một bộ phim ngắn, cô rất giống nữ chính trong đó. Nhưng, cô xinh đẹp hơn. Tập đoàn Tần Thị chúng tôi cũng sẽ đầu tư quay phim ngắn. Hắn cho cô bao nhiêu, tôi cho cô giá gấp 10 lần. Thuê cô làm nữ chính. Nhưng, có một điều kiện. Cô phải ngủ với tôi. Chán sống. Tần thiếu gia, cô đã hỏng nó rồi. Chúng ta làm sao ngủ chung? Cô biết anh ấy là ai không? Mặc kệ hắn là ai. Hôm nay đắc tội điện chủ thiên thần điện. Hắn nhất định phải chết. Anh ấy là Tần Nhị thiếu gia. Là em trai ruột của Thiên Đao Vương. Cô dám ra tay với anh ấy, tôi thấy cô mới là kẻ phải chết đấy. Cô ta ra chân cơ, không biết sở thần cho cô lợi ích gì. Nhưng tội danh mạo danh thiên thần điện, không phải một người phụ nữ như cô có thể gánh được. Mạo danh thiên thần điện. Loại suy đoán này, mà cô cũng nghĩ ra được. Nếu các người không biết sống chết, vậy tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của các người. Tôi muốn xem thử, cô muốn vạch trần tôi thế nào. Thiên thần điện là thế lực lớn của Long Quốc. Còn anh, chẳng qua chỉ là một kẻ rác rưởi nhà họ Sở, bị diệt môn thôi. Ai có thể tin, chỉ trong 3 năm, anh lại trở thành điện chủ thiên thần điện. Cô Tô nói không sai. Thiên thần điện không phải ai cũng có thể vào. Huống hồ gì 3 năm mà thành điện chủ. Đúng. Nếu hắn ta là điện chủ thiên thần điện, sao lại ra tay với Thiên Đao Vương? Các vị. Sở thần mạo danh điện chủ thiên thần điện. Với thiên thần điện mà nói, là tội tru di cửu tộc. Nếu đã như thế, các vị còn không mau nắm bắt cơ hội giết chết sở thần, tỏ lòng với thiên thần điện đi. Chỉ cần kết giao với thiên thần điện, vậy thì tôi nhất định có thể trở thành bá chủ Trung Châu. Các vị, mau đứng lên, tôi ra tay trước. Anh Trương, giết gà đâu cần rau mổ bò. Chuyện nhỏ này, sao có thể để anh làm? Mày chết chắc rồi. Bảo vệ điện chủ. Thị trưởng Trung Châu đến. Sở thần, mày mạo danh điện chủ thiên thần điện đúng không? Thị trưởng đến rồi. Để xem mày còn giả vờ thế nào được. Tránh ra. Nhà họ Tần bái kiến thị trưởng Trung Châu. Nhà họ Tần. Thị trưởng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Là hắn. Hắn giết chết anh trai tôi, Thiên Đao Vương. Hiện giờ hắn còn to gan. Dẫn theo một đám người, mạo danh người của thiên thần điện. Nhưng ngài yên tâm, thuộc hạ đã to gan. Tập hợp những người quyền quý ở Trung Châu, chuẩn bị tấn công hắn. Chờ thiên thần điện đến. Bắt hắn dập đầu nhận tội với điện chủ thiên thần điện. Ý cậu nói. Bảo cậu ấy dập đầu nhận tội sao? Không sai. Người đâu? Bắt tên rác rưởi này cho tôi. Bắt hắn. Nhầm rồi, bắt tôi làm gì? Thuộc hạ bái kiến điện chủ. Nhầm rồi, thị trưởng đại nhân, hắn không phải điện chủ thiên thần điện. Việc này. Đứng lên đi, cảm ơn điện chủ. Cái loại có mắt như mù, dám bất kính với điện chủ. Thị trưởng đại nhân, ông nhầm rồi, sao hắn có thể là điện chủ thiên thần điện được? Hắn là điện chủ. Điện chủ tha tội, vừa tôi chúng tôi bị Tần Phong lừa gạt. Đúng vậy, điện chủ ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha mạng cho tôi đi. Bây giờ nhận tội, không thấy muộn màng sao? Điện chủ tha mạng, điện chủ tha mạng. Bỏ đi. Kẻ không biết không có tội. Trung Châu vẫn cần phát triển. Không thể, giết hết bọn họ được. Cảm ơn điện chủ, cảm ơn điện chủ. Các người bị gạt rồi. Hắn không phải điện chủ thiên thần điện. Hắn chỉ là một kẻ rác rưởi của nhà họ Sở. Tần Phong, cậu muốn chết sao? Không mau bỏ vũ khí xuống, tôi muốn chết hay ông muốn chết? Thân là thị trưởng. Vậy mà lại cấu kết với kẻ lừa đảo này. Có tin tôi giết cả ông không? Hỗ sợ. Sở tiên sinh nằm cổ đế lệnh trong tay. Hơn nữa còn được chính thánh sứ thiên thần điện kiểm chứng thân phận. Chuyện này ai dám làm giả? Tần Phong, mau bỏ vũ khí xuống. Không thì đừng trách chúng tôi. Buông tay chịu trận đi. Thị trưởng không cần phí lời với hắn. Cứ bắn chết hắn là được. Đám chó hổ hay nhát. Vừa rồi còn nói. Muốn giúp tôi mà. Vừa rồi giúp cậu là vì cậu lừa chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi đã biết thân phận sở tiên sinh. Tất nhiên sẽ không ô hợp với cậu. Tần Phong, xem ra mọi người xa lánh mày rồi nhỉ. Mày im đi. Bọn chúng ngủ nên mới bị mày lừa. Nhưng tao sẽ không tin mày là điện chủ thiên thần điện. Dù hôm nay tao có chết, cũng phải kéo mày theo cùng. Tứ đại chiến thần đến. Trời ạ! Không ngờ lại tứ đại chiến thần của Long Quốc lại đến đây. Nghe nói tứ đại chiến thần lệ thuộc thiên thần điện. Nhưng rõ ràng tứ đại chiến thần chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là thật. Huyền Vũ chiến thần, Chu Tức chiến thần, Bạch Hổ chiến thần, Thanh Long chiến thần, thuộc hạ bái kiến điện chủ.
chúc mừng điện chủ kế thừa ngôi vị. Miễn lễ, cảm ơn điện chủ. Tần Phong, cậu không tin chúng tôi. Lẽ nào cậu cũng không tin tứ đại chiến thần sao? Bây giờ, ngay cả họ cũng đến đây, bái kiến Sở tiên sinh. Cậu vẫn muốn cố chấp như thế sao? Ai dám bất kính với điện chủ? Không thể nào. Sao hắn có thể là điện chủ thiên thần điện? Không thể nào. Thánh chỉ đến. Thiên thần điện kinh động đến cả quốc chủ. Anh muốn chết sao? Thấy thánh chỉ như thấy quốc chủ, không mau quỳ xuống. Không cần quỳ xuống. Tiếp thánh chỉ. Sở thần lại không quỳ. Đại nghịch bất đạo, theo luật phải chém. Cảm ơn, cảm ơn. Không thì tôi cũng quỳ. Anh biết cái gì? Tiên đế phê chuẩn, thiên thần điện chỉ nghe lệnh điện chủ, cho nên không cần hành lễ quỳ bái. Đúng là thiên thần điện có vinh dự đặc thù này. Quốc chủ chiếu viết, thiên thần điện bảo vệ an nguy cho Long Quốc. Vất vả công cao. Nay, chấm biết thiên thần điện đổi chủ. Đặc biệt đến chúc mừng. Sắc phong tân điện chủ làm hộ quốc thần soái. Mong điện chủ thiên thần điện có thể tiếp tục bảo vệ an ninh của Long Quốc. Không thử. Nhất định sẽ không khiến bệ hạ thất vọng. Sở điện chủ khách sáo, bệ hạ rất là hy vọng có thể gặp mặt uống rượu cùng ngài. Đa tạ bệ hạ, đã đưa thánh chỉ xong. Tiểu nhân xin cáo từ. Không sai đại nhân, sau khi về kinh, giúp tôi gửi lời chào quốc chủ. Tôi là Tần đại thiếu gia của Trung Châu. Không không không, Tần Phong của Trung Châu. Hừ. Sở thần, tôi sai rồi. Tôi có mắt như mù. Tôi không phải con người. Tôi không làm thế nữa. Anh cho tôi cơ hội. Tuyệt đối đừng giết tôi. Tha cho tôi được không? Tha cho tôi. Tần Phong, mày cũng không ngờ có ngày hôm nay đúng không? Mày giết bố mẹ tao. Mày nghĩ tao có tha thứ cho mày không? Anh nhận tình anh trai tôi trung thành làm việc cho thiên thần điện bao năm nay, luôn giữ đúng chức trách, sau cùng hy sinh anh dũng. Hãy tha cho tôi đi. Thiên Đao Vương ở thiên thần điện tham nhũng đút túi riêng, hơn nữa còn cấu kết với kẻ địch. Dù điện chủ không ra tay, thiên thần điện chúng tôi cũng chuẩn bị tiêu diệt hắn ta. Chờ đã, chỉ cần anh không giết tôi, anh thiến tôi cũng được. Đi chết đi. Tô Diệu Khả, quốc qua đây. Không, tôi không muốn. Đừng, 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 đừng mà. Tô Diệu Khả, bây giờ đã đến lúc tính món nợ của chúng ta rồi. Tất cả đều là Tần Phong ép tôi, là anh ta bảo tôi ra tay với nhà họ Sở. Ép cô? Ép cô giẫm đạp tôi dưới chân sao? Tô Diệu Khả, tôi không phải kẻ ngốc. Tôi vẫn nhớ rất rõ. Là cô bảo Tần Phong ra tay với bố mẹ tôi. Tô Diệu Khả, ngày kết hôn, tôi yêu thương cô vô hạn, sao cô lại đối xử với tôi như thế? Nếu không vì tài sản nhà họ Sở, ai thèm gả cho tên rác rưởi như anh. Diệu Khả, tha cho thần nhi. Tôi đem toàn bộ tài sản dâng cho cô. Cầu xin cô tha cho thần nhi. Các người nghĩ bổn tiểu thư ngốc sao? Các người chết rồi, tài sản cũng là của tôi thôi. Tôi là thiếu phu nhân của nhà họ Sở. Tần thiếu gia, ra tay đi. Nào, các anh em, làm việc. Mẹ, gian phu dâm phụ, tôi phải giết các người, tôi phải giết chết các người. Sở thần, tất cả chỉ là hiểu lầm, anh còn nhớ không, ban đầu anh đã nói anh chỉ yêu một mình em, lúc đó tôi mù, mới yêu loại đàn bà độc ác như cô. Không, sở thần, chỉ cần anh chịu tha cho em bằng lòng làm tôi làm tớ ở nhà anh cả đời. Cô đề cao bản thân quá rồi đấy, trong mắt tôi, cô còn không bằng heo chó. Không, không phải vậy đâu, không phải vậy đâu, tôi đã thề. Chỉ cần tôi còn sống trên đời, tôi sẽ cho cô tận mắt nhìn nhà họ Tô chết đi từng người một. Đừng mà, người đâu? Lôi cô ta xuống, làm theo mệnh lệnh điện chủ. Ra tay với nhà họ Tô. Đừng mà, đừng, đừng mà. Bố, mẹ, nhìn thấy không? Con trả thù cho hai người rồi. Anh Sở thần, đừng như vậy. Tin rằng bác trai bác gái cũng không muốn nhìn thấy anh thế này. Anh làm vậy em sẽ đau lòng. Cô ngốc. Em yên tâm đi, anh chỉ nhớ đến bố mẹ chút thôi.
Điện chủ, hiện giờ ngài đã bước lên ngôi vị cao, không biết tiệc nghênh long này khi nào bắt đầu. Bắt đầu đi. Dạ, điện chủ. Tôi tuyên bố, tiệc nghênh long chính thức bắt đầu. Tốt, tốt, tốt. Uyển Nhi, em có bằng lòng cùng anh bước lên đỉnh cao quyền lực này không? Bằng lòng. Bái kiến thiên thần điện chủ. Đứng lên đi, tạ ơn điện chủ. Điện chủ, xảy ra chuyện rồi, biên cảnh gửi tin về, hiện giờ đại quân của kẻ địch đang ép sát Long Quốc liên tục thua trận. Thiên thần điện trấn thủ biên cương, trước giờ luôn bình an, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện, hẳn là chúng biết thiên thần điện đổi chủ. Chúng cho rằng lão điện chủ đã qua đời, cho nên mới đánh úp Long Quốc. Bọn chúng chán sống rồi. Điện chủ đừng tức giận. Sư tỷ của ngài đã khởi hành đến biên cảnh, hẳn là có thể chống chọi một thời gian, thực lực sư tỷ mạnh mẽ, hẳn là có thể đánh bại chúng, nhưng lần này quân địch đã phái 4 cao thủ chí tôn cảnh, e rằng. Mau chuẩn bị xe, tôi muốn đến biên cảnh. Dạ, thuộc hạ đi sắp xếp ngay. Anh Sở Thần, anh phải đến biên cảnh sao? Vừa rồi nghe cô Long Tình nói biên cảnh rất nguy hiểm, anh không đi được không? Em biết suy nghĩ của em rất ích kỷ, nhưng em không muốn mất anh nữa, em không chịu nổi đâu. Cô ngốc, anh không có chuyện gì đâu. Nhưng anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ anh không chỉ là Sở Thần, anh còn là Hộ Quốc Thần Soái Quốc Chủ Thân Phong. Anh không thể mở to mắt nhìn Long Quốc xảy ra chuyện. Hơn nữa, sư tỷ có ơn tái tạo với anh. Nếu không có sư tỷ thay sư phụ dạy dỗ, cũng không có anh bây giờ. Cho nên, về công về tư, anh đều phải đi. Địa chủ, đã sắp xếp xong tất cả. Người của chúng ta đã tập kết xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Chúng ta đi. Anh Sở Thần. Cô ngốc, anh sẽ không có chuyện gì. Vậy anh phải an toàn trở về. Em ở nhà chờ anh. Anh sẽ về nhanh thôi. Ừm. Anh Sở Thần. Em sẽ chờ anh về. Chờ anh về cưới em. Quả nhiên Long Quốc không có nhân tài nữa. Không ngờ lại phái một người phụ nữ đến nộp mạng. Gương mặt xinh đẹp thế này khiến người ta ganh tị thật, lát nữa tôi phải rạch nát mặt cô ta. Không không không, phải để cô ta hầu tôi một đêm, sau đó mới cho anh rạch mặt. Một đám rác rưởi cũng dám gây nên chiến tranh, hôm nay tôi sẽ cho các người chết không có chỗ chôn. Dáng vẻ cô tức giận đẹp thật đấy, không biết buổi tối sẽ như thế nào. Chán sống. Còn bao lâu nữa thì đến biên cảnh? Bẩm điện chủ, tầm nửa ngày nữa là đến biên cảnh. Quá chậm, tăng tốc lên. Điện chủ, tốc độ hiện tại là nhanh nhất rồi. Không được, quá mất thời gian. Dừng xe. Trời ạ, điện chủ có thể ngự kiếm phi hành. Cô em, xem ra cô cũng có chút thực lực đấy. Làm gì thế? Lẽ nào anh không nhìn ra tôi đang giúp anh sao? Như chuyện. Các người lùi lại hết cho tôi. Tối nay, tôi phải cùng cô ta hưởng thụ. Cuối cùng cậu cũng đến. Sư tỷ, sao chị ngốc thế? Nếu không phải cậu đến trễ, chị có thế này không? Em. Danh con, mày là ai? Điện chủ thiên thần điện Long Quốc. Thiên thần điện? Không còn ai khác sao? Đúng vậy, lại để một thằng danh con làm điện chủ. Mày sẽ nhanh chóng biết được, thằng danh con này sẽ trở thành ác mộng của chúng mày. Cẩn thận, sư tỷ yên tâm, một đám sâu bọ thôi. Những gì chúng đã sỉ nhục chị, em sẽ trả lại cho chúng chục lần trăm lần. Là mày có ý đồ với sư tỷ của tao sao? Thả hắn ra, nếu mày dám làm hại hắn, đừng trách tao không khách sáo. Thả ra rồi, mày chán sống rồi. Ai chán sống? Chúng mày tấn công Long Quốc, sỉ nhục sư tỷ của tao, tao muốn băm chúng mày thành cho mảnh. Hắn đã bước vào cảnh giới trong truyền thuyết. Anh nói gì? Chúng ta không đánh lại hắn. Đi, đi mau. Bát Bộ Thiên Long.
Long Quốc, quả nhiên không thể xâm phạm. Sư tỷ, em bảo chị nghỉ ngơi mà, sao lại ra đây? Chị đến xem thử người sư đệ đại sát tứ phương của mình, không ngờ một thời gian không gặp, sư đệ càng ngày càng ra dáng đàn ông. Sư tỷ, em có phải đàn ông hay không, chị vẫn không biết sao? Cậu, lưu manh. Điện chủ, hiện giờ Long Quốc chúng ta đã công phá hơn chục thành trì Đại Viêm, lãnh thổ Long Quốc cũng mở rộng 3.000 dặm. Tiếp tục, nếu Đại Viêm muốn đánh, chúng ta sẽ theo đến cùng, chỉ có đánh cho chúng sợ, chúng mới không dám hỗn sực nữa. Điện chủ, e rằng chúng ta không thể đánh tiếp nữa. Vì sao? Quốc chủ Đại Viêm đích thân mang Ngọc tỷ đến đầu hàng. Trận chiến này, họ muốn đánh là đánh, không muốn đánh nữa thì thôi sao? Đế vương xuất hiện, máu chảy ngàn dặm, không hổ là mệnh cách đế vương. Giờ thì mình đã hiểu tại sao sư tôn lại nhân tên nhóc này làm đệ tử quan môn. Dương Bang, quốc chủ Đại Viêm quốc, bái kiến điện chủ Thiên Thần Điện. Quốc chủ Đại Viêm, ông có biết tội chưa? Biết tội. Nếu đã biết tội, vậy ông chuẩn bị xử lý việc này ra sao? Tôi bằng lòng xem Long Quốc là chủ muôn đời. Đại Viêm sẽ trở thành nước lệ thuộc vĩnh viễn. Coi như ông có thành ý. Vậy tổn thất của Long Quốc thì phải làm sao? Đại Viêm sẽ gánh tất cả. Được. Đại Viêm đã chịu thua. Xin Thiên Thần Điện dừng tay. Dừng tay cũng được. Nhưng tôi nhắc nhở ông, đây là lần cuối cùng. Nếu còn có lần sau, tôi ngại để Đại Viêm đổi quốc chủ khác đâu. Đa tạ điện chủ Thiên Thần Điện. Theo như tin tức của đài, trận chiến bên cạnh, vì Thiên Thần Điện mạnh mẽ ra tay, hiện tại đã mở rộng lãnh thổ ra 3.000 dặm. Thiên Thần Điện cũng sắp đưa binh về triều. Vừa rồi trên TV nói gì, hình như là Sở Thần đánh thắng trận rồi. Mau lên, mau đi nói với Uyển Nhi, Sở Thần trở về rồi. Nhà họ Lý sắp xuất hiện rồng thật rồi. Bồ Tát phù hộ anh Sở Thần, phải bình an trở về. Uyển Nhi, mẹ, không thấy con đang cầu nguyện cho anh Sở Thần sao? Uyển Nhi, Sở Thần thắng trận rồi, nó đánh bại quân địch, hiện đang đưa binh về triều. Mẹ nói thật sao? Thật hơn cả vàng. Hơn nữa, lần này là do TV đưa tin, không thể nào là giả được. Anh Sở Thần. Thuộc hạ nghênh đón điện chủ thần uy cái thế. Miễn lễ. Đa tạ điện chủ. Điện chủ, lần này ngài chiến thắng trở về, cả nước đều rất hưng phấn. Không chỉ như thế, chúng tôi còn chuẩn bị cho ngài một bất ngờ. Bất ngờ. Uyển Nhi, anh Sở Thần. Điện chủ, khoảng thời gian này, cô Lý rất lo lắng cho ngài. Theo như thuộc hạ biết, ngày nào cô ấy cũng quỳ trước bàn Phật mấy tiếng liền, tụng kinh cầu phúc cho ngài. Cô ngốc này. Anh Sở Thần. Hôm nay, Uyển Nhi cầu hôn anh. Anh có bằng lòng lấy em làm vợ không? Bằng lòng. Đồng ý đi. Tiểu sư đệ, vợ của cậu xinh đẹp thật. Nhìn thấy hai người, chị lại nghĩ đến. Năm xưa cũng có người nói, sẽ chịu trách nhiệm với chị. Không biết người đó đã đi đâu rồi? Hả?